Thì học đến cái bài kinh đại hội đó, học về kinh đại hội thì trong đó cho chúng ta biết được một cái duyên sự đặc biệt. Một cái duyên sự đặc biệt ở đây là trong một lần đại hội chư thiên, tức là chư thiên ở nhiều cái thế giới đến để mà lễ Phật và nghe Pháp trong một đêm đêm rằm. Thì Đức Thế Tôn đã tùy theo cái căn cơ của thiên chúng mười phương mà thuyết giảng 6 cái bài kinh trong hình thức là vấn đáp, trong hình thức vấn đáp, có nghĩa là ngài dùng thần thông ngài tạo ra một vị hóa Phật, và cái vị đó hỏi ngài. Thì chúng ta biết rằng hóa Phật là có nghĩa là một cái hình ảnh mà do thần thông tạo ra thôi. Và ở đây á, thì có một cái điều đặc biệt mà chúng ta bắt buộc phải biết và bắt buộc phải nhớ, đó là trong cái bối cảnh của cái đêm đó, và tùy thuộc vào cái căn cơ, cái trình độ của thiên chúng đêm đó, tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi nhấn mạnh là đêm đó, có nghĩa là tùy thuộc vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý, cái chủng tử giác ngộ của thiên chúng đêm đó về hầu Phật ấy, về nghe Pháp. Cho nên ấy, là Đức Phật ngài đã để cho cái vị hóa Phật ấy hỏi ngài cái vấn đề mà ngài thấy rằng là qua cái câu trả lời đó thì ngài sẽ giúp cho các vị trời, các thiên chúng ấy, hiểu được cái điều mà ngài muốn nói. Và những điều đó đó, những câu hỏi đó, những cái câu trả lời đó của ngài và vị hóa Phật ấy sẽ giúp cho thiên chúng được giác ngộ. Cho nên á, tôi nhắc lại chỉ trong đêm đó thôi nha, chứ một lúc khác nếu có người hỏi ngài về những cái vấn đề đó thì chắc chắn ngài có tới 1 tỷ cách để ngài trả lời, chứ không phải là chỉ có một cách đó. Tôi ví dụ như bây giờ có người đến hỏi tôi chứ làm sao về gia đình tôi lúc này nó có lục đục hoài, thì tôi sẽ trả lời thế này: ông đừng có say sưa nữa. Ông đừng có say sưa nữa thì cái gia đạo ông nó ok là chứ gì hết. Tôi trả lời như vậy là bởi vì ông này đó, tôi biết ông uống rất là nhiều, ngày nãy cũng say sưa, và tất cả những vấn đề nhà ông nó đi ra từ cái chuyện mà ông say sưa mỗi ngày đấy. Rồi một ông khác ông đến cũng than phiền như vậy, nó sẽ cái gia đạo của ổng, cái hoàn cảnh gia đình ổng cũng xào xáo bất ổn, thì tôi nói ông đừng có đá gà nữa. Rồi ông khác thì nó nói đừng có cá độ đá banh nữa. Còn ông khác thì tôi nói ông phải đi kiếm job, kiếm việc làm để mà phụ giúp với gia đình, chứ không thể là cái gì cũng trút hết lên vai của bà vợ. Thì mỗi ông trả lời một cách, mỗi ông trả lời một cách là vì sao, là vì hoàn cảnh mỗi ông mỗi khác. Nhưng mà trên hết cái tinh thần chung, cái tinh thần chung, cái lý tưởng chung của tất cả những lời khuyên đó là gì? Đó chính là mình là người trụ cột của gia đình, mình phải có trách nhiệm, mình là một trượng phu, mình phải là chỗ dựa, là bóng tùng quân cho vợ, cho con. Cái ý lớn là như vậy, nhưng mà cái tình huống, cái tình tiết trong mỗi lời khuyên thì có khác. Là vì sao? Là vì cái hoàn cảnh của mỗi người đến gặp tôi đó, nó không có giống nhau nha. Nói cũng vậy, tôi nhắc đi nhắc lại cái này, là tất cả những cái lời giải thích của Đức Phật, tất cả những bài giảng của Đức Phật cho thính chúng tự chung lại đấy, thì cái nội dung vẫn là cái tinh thần nói đến cái khổ và con đường giải thoát, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái cách nói khác nhau là bởi vì cái căn cơ, cái sở tâm, cái khuynh hướng, cái trình độ, cái sở thích của mỗi mỗi người đó, nó không có giống nhau. Dầu cho đó là anh em, chị em, một cha một mẹ lớn lên trong một cái bối cảnh gia đình, một cái điều kiện xã hội, một cái bối cảnh văn hóa giáo dục giống hệt nhau, nhưng mà cái hành trang, cái tư lương, cái vốn liếng sinh tử của mỗi người không có cách chi mà nó giống nhau được. Cho nên bắt buộc trong những hoàn cảnh khác nhau thì Đức Thế Tôn thì cũng có cái cách nói về một vấn đề.
nào đó mà cái cách đó phải khác nhau. Tôi nhắc lại chuyện đó, một cái chuyện mà tôi đã nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, và tôi cũng xin hỏi bà con có nghe rõ không, bà con còn nghe không? Không có gì mà nó tan nát cho bằng nó là tôi nói một buổi rồi cuối cùng thì tôi nói một mình tôi đèn khuya đối bóng, không ai nghe được ai. Cảm ơn. Thì chúng ta biết rằng là ở đây mình không có thể mà tâm sự mà đổ hết cho cái bản tiếng Việt được, bởi vì nhiều lý do. Thì chúng ta thấy rằng càng nhiều bản dịch thì càng tốt, chứ một bản dịch thì nó khó nha, thì cũng khó về lắm. Cho nên là để chúng ta tạm thời chúng ta có một cái bản dịch, chúng ta có một bản dịch. Chúng ta có một cái bản dịch của cái kinh này ở trong cái trang web gọi là accesstoinsight.org nha. Thì chúng ta cứ vào trong đó thì cứ tìm cái bài kinh gọi là Cá Lạ Há Quý Hòa Đá xuất tên. Bản dịch của ngày bản dịch của ngày Tanisaro. Các vị nghe được khoảng bao nhiêu phần trăm? Các vị nghe được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ các vị có nghe rõ, nghe đủ những điều chúng tôi nói không? Nghe rồi, chị là ok rồi. Như vậy đó thì có thể đó, có thể. Tôi nhìn cái cô mà cái cô Trúc Như này hả? Tôi nhớ cái bà đó, bà đi bác sĩ, bà than cái bác sĩ. Bà nói sao mà tôi, trong người tôi nó đau đớn khắp nơi hết. Tôi rờ ở đâu nó cũng đau hết. Bác sĩ coi tôi bị cái bệnh gì. Thì bác sĩ cứ khám, rồi thử nghiệm, rồi tùm lum hết khắp người bà, không thấy bệnh gì hết. Thì cuối cùng bác sĩ chịu thua. Bác sĩ nói tôi biết bà bị cái bệnh gì mà tôi rờ ở đâu cũng đau. Thì nó đem qua bác sĩ khác, thì bác sĩ khác phát hiện ra cái đầu ngón tay của bà này bị sưng. Cho nên bà rờ đâu cũng bị đau, là lý do là không phải là chỗ đó bị đau, mà bởi vì tay của bà nó bị đau. Đấy. Nên cái vấn đề ở đây là có thể mà cô Trúc Như có vấn đề. Mà nói như vậy chứ tôi cũng chẳng biết cái Trúc Như là trai gái hay là BD, tôi cũng chẳng biết. Ok. Cái câu đầu tiên của chúng ta đó là, cái câu đầu tiên đó là một cái câu hỏi, đó là do đâu mà trên đời này mà nó lại có những cái chuyện mà tranh cãi, đấu đá nhau, rồi buồn phiền nhé, đủ thứ thì não lung tung hết. Vì đâu, do đâu, từ đâu mà nó lại nảy ra bao nhiêu là cái cớ sự là cãi cọ, rồi giành giật đấu đá, rồi buồn khổ, tất cả những cái đó nó xảy ra từ đâu. Tôi nhắc lại, thì trong cái bối cảnh này, trong cái đêm đó, với cái căn cơ, cái sở tánh, cái trình độ, cái khuynh hướng, cái tư lương, cái vốn liếng của những cái vị trời đêm đó về hậu Phật nghe pháp ấy, thì phải trả lời như thế này, phải trả lời như là chúng ta sẽ thấy và sẽ nghe. Đó là Đức Phật dạy rằng là do cái gì, do cái ái, do cái ái, do cái ái, do cái ái và do cái lạnh, do ái và do lạnh, do hai cái nha, do ái và do lạnh, do tham ái và sân tham. Thì cái sân tham ở đây đó, nó có nghĩa là cái sự mỏng xẻng. Thông thường mà hiểu như vậy, nhưng mà đó, ở cái chỗ này thì chúng ta không có nên xài chữ sẻ
không nên xài cái chữ bỏng sẻn mà nên xài cái chữ cái chữ ích kỷ. Tại vì sao? Là vì người Phật tử Việt Nam ấy, tôi nhớ tôi nói không biết bao nhiêu lần là chúng ta bị một cái bệnh rất là nặng, đó là buổi đầu á chúng ta tiếp cận, chúng ta làm quen với Phật pháp qua một vài cái định nghĩa nó hơi khiêm tốn. Chúng ta lựa một cái chữ mà đẹp nhất, thơ mộng nhất, đó là cái chữ khiêm tốn. Tức là buổi đầu chúng ta biết đến Phật pháp qua những khái niệm, những khái niệm nó rất là khiêm tốn, nó rất là đại khái, nó rất là sơ sài. Ví dụ như chúng ta nghe nói bỏng sẻn thì chúng ta cứ là hiểu bỏng sẻn nó nghĩa là kẹo, nó khổ vậy đó, bỏng sẻn là kẹo, là không có được hào phóng, không có được hào sảng trong cái chuyện chi tiêu cách dè sẻn, thì trong trường hợp đó được gọi là bỏng sẻn. Mà nó khổ một chỗ đó thì là hiểu như vậy đó thì chết cha rồi nha, là bởi vì cái chữ bỏng sẻn mà mình cứ hiểu là dè sẻn trong chi tiêu thì nó mới có 1/5 của cái định nghĩa thật sự mà chúng ta cần biết mà thôi. Các vị còn nghe rõ không? Có nghĩa là người tôi không muốn vị sư khác, tôi không muốn vị sư khác quen biết với những người Phật tử mà đang hộ độ, đang giúp đỡ cho tôi. Đó cũng là bỏng sẻn. Tôi nhắc lại, tôi có một số người quen biết và họ cũng hộ trì, họ giúp đỡ tôi, họ thân quen với tôi, họ thương mến tôi. Và tôi không muốn mấy ông sư khác quen biết với những người này, và tôi cũng không biết mấy người này nè quen biết với ông sư khác. Đó là một. Tôi biết nhiều kinh điển Phật pháp nhưng mà tôi không có muốn, không có vui khi mà thấy người khác cũng biết giống như tôi. Nó hơi lấp lửng, nó lấp lửng vậy đó. Tôi nhắc lại, nên phân biệt cái này. Ganh tị là không vui với cái người ta có, còn cái bỏng sẻn là không muốn cho ra cái mà mình có. Nhưng mà khi mà mình định nghĩa mà lững lơ đó, lững lững mà không xác định đó, thì mới làm như hai ông này nó giống nhau. Không phải, tôi nói lại, ganh tị là không có vui với cái người ta có. Biết các vị nghe kịp không? Ganh tị là không vui với cái người ta có, tức là cái đang có, cái ăn trong tay người ta đó, mình không có vui. Còn bỏng sẻn là mình không muốn ai đó có được cái mà mình đang có. Hai cái này khác nhau nha. Thì đây cũng vậy, tôi có quen biết một số Phật tử và tôi không muốn mấy ông sư khác được như là được mấy người này nè, mấy người đang hộ trì tôi đó, họ dòm ngó tới. Còn cái ganh tị đó là học trò của người ta, Phật tử của người ta, người quen của người ta, không bắt mới gì tôi hết mà tôi thấy tôi ghét, tôi khó chịu, thì đó là ganh tị. Còn cái bỏng sẻn là cái này là của tạm thời, đó là của tôi nha, và tôi không muốn chia sẻ cái đó với ai hết. Rồi cái kiến thức Phật pháp của tôi cũng không muốn ai hết. Cái chỗ ở của tôi không muốn ai về ở hết nha. Như vậy thì về đồ chúng, có nghĩa là người người đó của tôi, về người của tôi đó, thì tôi không muốn ai mà rớ vô. Tiếng tâm của tôi không muốn ai ké vô. Kiến thức của tôi không muốn chia sẻ với ai. Và sau cùng nó mới đến cái, sau cùng nó mới đến cái chuyện mà gọi là vật chất của tôi, thì bản thân tôi xài dè sẻn, sợ tiêu tốn hoang phí đã đập rồi, mà tôi cũng không muốn chia sẻ với người khác. Như vậy thì cái chữ bản sẻn hồi xưa giờ mình hiểu nó chỉ 1/5 thôi nha. Và tôi xin các vị làm ơn lưu ý dùm cái sự khác biệt, cái sự khác biệt giữa gọi là cái sự bản sẻn và cái sự gọi là tiết kiệm. Hà tiện và tiết kiệm, phân biệt nhớ nha, phân biệt giữa cái hà tiện và tiết kiệm. Không biết các vị có nghe rõ không? Rồi một bên là hào sảng
và hoang phí. Hai cái này nó cũng phân biệt giùm tôi nha, hai cái này phân biệt giùm. Bởi vì tôi hay, người Việt Nam thì bắt buộc phải hiểu, phải biết cái chữ này rồi. Tuy nhiên, biết trên mặt là ngôn từ chữ nghĩa thôi nha. Ngôn từ chữ nghĩa mặt chữ nha. Chỉ còn trong thực tế đó, thì rất là nhiều người, bản thân họ cứ lúng ta lúng túng, nhầm lẫn mập mờ giữa hai cái này. Tức là họ cứ tưởng Hà Tiện với tiết kiệm đó là nó giống nhau. Họ nói thì tôi không có xài đâu, vì tôi thấy chuyện nó không có đáng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không phải như vậy. Và đối với họ đó, bản thân họ họ cũng không biết cái chuyện gì đáng để mà xài tiền nữa. Nó khổ như vậy đó. Bản thân họ họ cũng không biết cái chuyện gì đáng. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên mà họ giải thích cái thái độ mà dè sẻn, là kiệm ước của họ đó. Chỉ đầu tiên mà dè sẻn kiệm ước của họ đầu tiên là họ nó tại thấy nó không có cần thiết. Nó còn nhiều chuyện đáng xài hơn, cần xài hơn. Mà thật ra thì họ sợ nó mẻ nha. Cho nên họ không phân biệt được cái tiết kiệm và cái hạ tiện. Ở trường hợp thứ hai đó, là họ không phân biệt được cái sự hào sản và cái sự hoang phí. Hào sản là chuyện đáng xài, bao nhiêu cũng không tiếc. Còn hoang phí đó, chuyện tào lao cách mấy, họ cũng có thể quăng ra, không thèm đếm. Mà trong văn chương gọi là chuyện tình không suy tư, đối với tiền bạc. Okay. Thì ở đây đó, cái chữ bỏng sẻn ở đây nè, chữ bỏng sẻn ở đây nè, nó phải hiểu ra là nhiều cái vấn đề đó, nghĩa là cái lòng ích kỷ nha, chỉ biết mình và không muốn người khác được như mình nha. Thì trong trường hợp đó đó được gọi là bỏng sẻn. Và Đức Phật trong đêm nay, trong cái đêm nay trước mặt ngài nha, có vô lượng thiên chúng từ mười phương về hầu pháp nha. Thì ngài sẽ thấy rằng ấy, có rất là nhiều người họ cần nghe được cái câu hỏi và câu trả lời này, là vì đâu, bởi đâu mà nó ra cái nông nỗi cớ sự là cái cuộc đời này nó lại có quá nhiều những cái ồn ào náo nhiệt của những cái tranh đấu, những cái tương phân giữa thiên hạ. Vì đâu thì cái chuyện đầu tiên người nói rằng do tham ái và do cái bỏng sẻn. Thứ nhất là thích nhiều quá, cái gì cũng thích, mà rồi cái thứ hai là cái thái độ tâm lý không muốn cho ra, không muốn chia sẻ. Thứ nhất là cái gì cũng thích, và cái thứ hai là không muốn chia sẻ, không muốn cho ra. Okay. Thì hai cái này nè, nó chính là cái cội nguồn, là cái cớ sự, là cái nguồn cơn cho tất cả những cái bi kịch đó. Cái bi kịch đấu đá nhau, tương tranh nhau, và sau cùng là cái sự tan nát giữa lòng đời, nó được khởi đi từ cái chuyện cái gì cũng thích và không muốn chia sẻ. Nhiều khi mình thấy bắt bao nhiêu, biết bao nhiêu là vấn đề tế loại của nhân gian, mà cái cội nguồn đó nhiều khi nó rất là đơn giản. Đơn giản ở một chỗ đó là như mình thấy trong bài kinh này đó, nó đi ra từ cái chữ rất là nhẹ nhàng, mà vì mình không có thấy, mình không giải quyết được. Cho điểm đầu tiên thì Đức Phật mình trả lời là từ ái đó, nó mà nó ra đủ cái chuyện hết. Và ngài xác định rằng thích cho nhiều, cho cố vào, mà đã vậy mà lại không muốn cho ra, không muốn chia sẻ, sống mà không có nhìn ai hết, thì hỏi làm sao mà nó không xảy ra chuyện được. Ok. Rồi làm ơn, làm ơn, vì làm ơn. Ở đây có vị nào có vị nào đó mà ở đây mà trong lúc tôi giảng, có vị làm ơn tra giùm tôi cái chữ, tra giùm tôi tiếng Pali nha, tra giùm tôi cái từ điển Anh Pali nha, Anh Pali, tra giùm tôi chữ Anh Pali dictionary, xem coi cái củ tỏi á, củ tỏi trong tiếng Pali nha. Trong tiếng Pali nha, coi đó là chữ gì. Và ở đây mình có cái chữ gọi là, trong đây mình có cái chữ gọi là cái chữ Pesunet, có nghĩa là Pesunet phải Pesunet, nó có nghĩa là đâm thọc,
hai lưỡi. Thì làm ơn tra, tôi bây giờ tôi không có tra đâu nha, tôi để cho quý vị tra rồi quý vị viết lên giùm tôi nha, viết lên giùm tôi cái củ tỏi ở trong tiếng Bali đó nó là cái gì. Rồi sẵn mình học luôn cái chữ thứ hai, đó là cái chữ b suna, b suna là đâm học hai lưỡi nha. Thì các vị vào đánh trong chữ English Pali Dictionary ha, cái tự động nó ra thôi. Bây giờ tôi lo đi giảng tiếp, ai mà tìm ra thì bỏ lên đây giùm. Cái câu thứ hai trong cái bài kệ này đó, đó là mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Câu thứ hai đó, dạ đúng rồi, cảm ơn người bên đường nha. Chúng ta thấy rồi đó, chúng ta thấy cái gì? Một bên là đâm thọc hai lưỡi đó, thì cái tiếng Bali đó là pesunat, pesunat. Còn cái củ tỏi nó là lasunat, ok. Thì sẽ dễ, tôi nhờ cái vị tra là bởi vì tôi muốn cái vị bữa nay nó là sau buổi giảng mình nhớ thêm hai cái từ Bali, ba từ chứ. Có nghĩa là tiếng Pali đó có lúc đọc cái chỗ, trong cái chỗ này là có lúc là B xuống nát, một chỗ là B xuống nát, cả hai chữ nha, chứ không phải chỉ biết có một chữ rồi móc đi cãi nha cho đã, không phải. Có lúc mình đứa thì cãi là bố, con đứa hai đứa trẻ, đứa cãi là bố, đứa cãi là ba, đứa cãi là cha đó, thì đứa thêm là cái ông già, đứa kêu là tía thì mệt lắm nha. Ba hay là bố, cha hay là ông già hay là tía thì được xem, ok. Cho nên bê xuống nát hay là bí xuống nát cũng vậy thôi, chỉ nát anh này chấm dưới nghe, tập có thói quen, cho nên là tập có thói quen ở đây nó là viết chữ thì nó giống, giống cho nó đúng. Chỉ còn mà mơ mơ màng màng cái ô chữ viết sao cũng được, có bị tưởng tượng chấm tả dầu viết nào đi nữa mà chấm tả mà mình nói viết sao cũng được, quý vị nghe coi nó có đoạn trường không, coi nó có động tài không nghe. Ở đây có cái chữ lát xuống nát là mơ cũng nhớ lại, chứ nhớ lại cái chữ nhà đúng rồi. Cái chữ này là củ tỏi, mai mốt mà mỗi lần mà nhắc cái củ tỏi mình nhớ nó chữ đâm thọc, mà nói nó chữ đâm thọc mình nhớ đó, mình nhớ mình đã học cái chữ củ tỏi vậy đó. Thì ở đây đó, trong cái bài kinh này đó, các vị nhớ lại giùm tôi, đó là bài kinh này là ngày giảng về giáo lý duyên khởi. Cái bài này, bài kinh mà tranh luận này nè, kinh tranh luận, kinh tranh luận nói về giáo độ lý duyên, duyên khởi, duyên khởi hay là gọi là duyên sinh nha. Duyên sinh. Nhưng mà tôi cũng xin nói rõ cho bà con một chuyện nữa, là từ xưa tới giờ cho tôi hỏi câu này trong rung này mình mới được. Trong rung mình á, trong rung mình ở đây nè. Rồi cảm ơn thiện nhân rất là nhiều nha. Cảm ơn rất là nhiều. Thì trong lớp mình ở đây, các vị có ai mà từng học chính thức hay là có từng nghe qua đại khái sơ sài về giáo lý duyên khởi chưa? Thí dụ như bây giờ tôi nhắc lại, nói chung cho những người, trả lời chung cho những người hay hỏi nha, những người mà chưa biết gì hết. Đó là ở trong kinh mình có một cái công thức rất là nổi tiếng là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vô minh ở đây có nghĩa là do là vô minh trong bốn đế đó, nó là gốc cho ba hành, nghĩa là phi phúc hành là bất động hành, phi phúc hành là cái cách giải quyết nỗi khổ niềm đau. Tôi cố ý tôi nói là nguyên văn để cho quý vị nhớ. Phi phúc hành đó là mình do vô minh trong bốn đế mà mình đi đến phi phúc hành là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau, giải quyết cái vấn đề sinh tử của mình bằng cách là làm chuyện đào lao bậy bạ bất thiện, nó gọi là phi phúc hành. Rồi từ đó bị sa đọa, tiếp tục. Được, cái trường hợp thứ hai là do vô minh bốn đế là mình tìm đến cái phúc hành, đó là những cái thiện cấp thấp, giải quyết nó để mình ráng mình tu hành tinh tấn để bớt khổ và tưởng ra cũng vẫn quanh nữa. Rồi cái người cao, cái chúng sanh mà có trình độ cao nhất ấy, tức là
tu tập thiền định vô sắc để rồi sống hết tuổi nó cũng quay trở xuống nữa. Thì đó gọi là vô minh duyên hành. Thì cái hành duyên thức, thức ở đây nghĩa là cho chỉ cho những thức tái tục á, tâm tái sinh ấy. Đạo Ba Kinh Năng Nỉ quý vị phải để ý cái định nghĩa này nha. Do chính vì vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến chuyện là mình chọn lựa cái cách sống trong ba hành, và từ ba hành này nó mới tạo ra cái tâm tái tục. Trong nói tôi chuyên môn A Tỳ Đàm là 19 tâm tái tục là hành duyên thức. Mà thức duyên danh sắc, cái danh sắc ở đây đó nó chỉ cho thành tố tâm sinh lý trong thời điểm tái tục, thời điểm đầu thai nha. Đạo Ba nhớ danh sắc là vậy. Để danh sắc chuyên lục nhập có nghĩa rằng từ cái tâm sinh lý của buổi đầu thai ấy, nó mới dẫn đến cái chuyện có mặt của sáu căn, sáu căn. Rồi có lục nhập duyên như xúc là sao? Là từ chỗ sáu căn nó mới nảy ra cái chuyện căn cảm thức mới gặp nhau. Sáu căn là mắt á, mắt tai mũi lưỡi đó. Khi mà căn cảm thức nghĩa là nhãn thức, rồi cảm sắc, rồi thần kinh nhãn, ba ông này cộng lại thì nó mới tạo ra, ba ông này nó tạo ra gọi là cái gọi là mình gọi là cái hiện tượng xúc. Ba cái này gặp nhau nó tạo ra cái hiện tượng xúc. Xúc nghĩa là sự gặp gỡ giữa căn cảm và thức. Mà từ xúc thì nó duyên ra thọ, hay là có cái va chạm giữa căn cảm thức thì tự nhiên nó nảy ra cái thọ. Có nghĩa là hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ xả, thì chẳng hạn thì trong trường hợp đó nó được gọi là xúc duyên thọ. Mà thọ duyên trả ở đây mình phải nhớ công thức này đang nói cho cái chúng sinh cõi ngũ quẩn và là chúng sinh phàm phu. Cái công thức này là công thức mà tôi đang nói đó, là cái hành trình sinh tử của một chúng sinh phàm phu cõi ngũ quẩn. Chứ còn đối với chúng sinh mà cõi tứ quẩn hay nhất quẩn thì mình phải sửa lại một chút. Sửa lại làm sao? Sửa lại ví dụ như là vô minh duyên nhân hành, cái hành duyên nhân thức, thức duyên danh sắc thì mình thấy ở cái cõi mà chúng sanh cõi vô sắc chẳng hạn, thì vô minh duyên cho phi phúc hành, xin lỗi, duyên cho bất động hành chứ không có còn là duyên duyên cho hành không, nó phải nói rõ là bất động hành nha. Thì cái hành duyên cho thức, thì thức đây mình phải hiểu là bốn cái tâm tái tục thì cõi vô sắc, bốn tâm đầu thai đó hay là danh thì là bốn hành duyên cho thức, thức duyên cho danh tái tục chứ không có phải cho duyên cho danh sắc nữa, mà cho danh tái tục. Tức là cho cái tâm tiếp tục đó, thì cái thức duyên do danh, danh sắc duyên do lục nhập, thì ở đây nó không phải là lục nhập đó mà nó còn có cái ý nhập, ý xứ thôi. Thì cái lục nhập cái duyên cho xúc, tức là ý xúc, xúc duyên cho thọ, là ở đây chỉ cho cái thọ của ý thức chứ không phải thọ của năm của ngũ sông thức, cứ như vậy vân vân. Thì ở đây tôi đang nhắc lại nửa dễ mà nửa khó, nửa khô và nửa ướt, là bởi vì tôi hy vọng rằng trong room này có người đã từng học qua, còn ai mà trớt bớt thì chắc tôi cũng phải đồng ngậm ngùi thôi nghe, ngậm ngùi để mà cứ bị cái gì mà trâm dâu mà đổ đầu tầm thì làm sao mà tôi gánh nổi nha. Thì muốn học cái đó là chúng ta sẽ lại thêm một lớp riêng nữa, giống như các vị mà đến học y tá với tôi thì tôi chỉ cách mà xài, chỉ cách chích thuốc, chỉ cách đo máu, chỉ cách là bắt mạch, chỉ cách làm sổ sách hồ sơ tiếp nhận bệnh nhân, mà tôi chỉ cái đó mà đang chỉ vậy. Mà các vị lại hỏi tôi những cái chuyện khác, hỏi tôi cách làm toán cộng toán trừ của nhân thì chết tôi rồi nha. Ok rồi thì ở đây cũng vậy đó. Trong cái bài này Đức Thế Tôn ngày nói về giáo lý duyên khởi, mà có một điều đó là giáo lý duyên khởi nó có tới ngàn lẻ một cách để nói về để nói về cái gì, về công thức chứ không phải là duyên giáo lý, là về cái công thức duyên khởi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tùy cái căn cơ, cái trình độ, cái khuynh hướng, cái sở thích, cái cơ, cái túc duyên, cái tư lương của mỗi người mà Đức Thế Tôn nói về cái hành trình sinh tử khác nhau. Đấy, có người thì người nói là do vô minh á, cái duyên cho ba hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc lục nhập vân vân và vân vân. Nhưng có người thì người không có nói như vậy, người không có bắt đầu từ vô minh, mà có người người bắt đầu từ xúc. Đấy, cái vấn đề nó từ cái đó. Rồi có người thì ngày lại nói, tôi bất kể lại nói cái dòng sinh tử thì bắt đầu từ cái thọ. Có người thì nói cái dòng sinh tử thì nghe cái nguồn của nó bắt đầu từ ái.
Có người thì người nói là từ vô minh, có người thì người nói là từ tà kiến, khổ vậy đó. Rồi có người thì người nói cái duyên khởi này bắt đầu từ cái ngã mạn, thì mình nghe thấy kỳ kỳ. À, là tại sao? Là tại vì cái căn cơ trình độ nó khác nhau, cái cách nói nó như vậy. Hồi nãy tôi nhắc rồi, cái vấn đề gia đình của ông A đó được giải quyết bằng cách là sao? Bằng một câu thôi: đừng có nhậu nữa. Các vị có nghe rõ không? Đừng có nhậu nữa. Nhưng mà cái vấn đề của ông B đó, để giải quyết cái gia đạo của ông B, đừng kêu đừng có đánh bài nữa. Nhưng mà tụi chung lại đó, nó nhằm một ý thôi, đó là muốn giải quyết cái vấn đề gia đình của anh bây giờ, thì các anh nói chung á là phải quay lại với trách nhiệm của một thằng đàn ông, của một đấng trượng phu, của một cái cội tùng quân cho vợ con nương nhà. Đó là cái ý chánh. Nhưng mà trước khi mà đến cái ý chánh đó, đó thì cái hướng giải quyết vấn đề của mỗi cái cá nhân mà đến hỏi tôi đó bắt buộc là phải khác nhau, bắt buộc là phải khác nhau. Bởi vì trong đó một ông thì phải đá gà, một ông thì phải cá độ đá banh bữa nay bị khăn kiếm chưa, rồi một ông thì thích nhậu nhẹt, rồi một ông thì coi như la cà trà đình tủ quán với bè bạn, uống một ly cà phê mà ngồi cho mày tái tám tí đồng hồ ngoài quán, ví dụ như vậy. Thì mỗi ông có một cái vấn đề riêng, thì từ chỗ mà một cái vấn đề cái cá nhân của mỗi người cũng giống nhau, cho nên cái hướng giải quyết của mỗi người đó trong cái đề nghị của tôi thì dứt khoát nó không có cách chi mà nó giống nhau được. Nè, xin cảm ơn bà con lắng nghe rồi đó. Cho nên ở đây đó thì cái câu hỏi là ở đời này nè, thứ nhất là tại sao nó có cái chuyện rắc rối này nọ, thì Đức Phật thì nói rằng do tham ái và do cái ích kỷ. Cái câu thứ hai đó, để hỏi tiếp cái câu thứ hai này, đó là câu thứ hai, tôi vừa thấy câu thứ hai này này. Giờ thì câu thứ hai là tất cả những cái chuyện ở đời này, muốn này muốn kia, bây giờ nãy ngài nói rồi, ngài nói đó là do ái và do cái bủn xỉn cái ích kỷ nó nảy sinh tùm lum chuyện. Rồi cái vị hóa Phật hỏi thêm một câu nữa là do cái nhân cái duyên gì mà ở đời này nè, nhưng mà nó lại có cái chuyện mình thích này thích gì kia, thì mong nội mong mỗi cái này nọ. Thì Đức Phật dạy rằng mọi sự nó đi ra từ cái muốn, bởi vì không có muốn thì nó không có nảy sinh duyên gì hết. Và ở đây chúng ta thấy là chúng ta thấy cái câu đó là Đức Phật dạy cái chữ chánh đó, chánh đó là muốn. Chánh đáng là muốn, không có muốn, chỉ cần không có ý muốn thì nó không có vấn đề. Tây có một câu hay lắm: hành trình vạn lý nào đi nữa cũng luôn được bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Các bạn nghe kịp không? Hành trình vạn lý nào đi nữa thì cũng phải luôn bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Đó là cái câu danh ngôn thứ nhất. Cái câu danh ngôn thứ hai đó tôi dùng để minh họa cho cái vấn đề mà tôi đang nói ở đây này, đó là bắt đầu tốt thì coi như đã đi được một nửa, mà cái bắt đầu sai lầm thì coi như là mình đã bị chệch hướng từ căn bản, từ bước chân đầu tiên. Nếu các vị nghe kịp không? Hai câu. Cái câu thứ nhất là bước đầu tốt thì coi như đã đi một phần đường. Đó, câu thứ nhất. Rồi cái bắt đầu sai đó thì đã chệch hướng từ đầu. Ngay cái này bắt buộc phải nhớ nha. Đó có nghĩa là cái hướng giải quyết đầu tiên của mình ở đây là gì, là cái muốn nha. Không có cái muốn thì không có bắt đầu cho một cái cớ sự gì được hết. Cái nguồn cơn của mọi chuyện ở đời nó phải đi từ, khởi đi từ cái muốn nha. Mà cái kiểu muốn như thế nào, nó có nhiều cái kiểu muốn như thế nào. Có người đó thì họ muốn có thiệt là nhiều tiền để họ hưởng thụ, có người họ muốn họ có thiệt là nhiều tiền
để họ có thể sống tốt hơn, họ có thể chia sẻ nhiều hơn cho người khác. Vậy thì ngay cái bốn đầu tiên này nó đã không có giống nhau, cho nên từ đó nó lại bắt đầu cho vô số chuyện sai biệt, khác biệt nhau về sau. Cho nên nếu mà cái dạy là cái căn cơ, cái cớ sự, nguồn cơn của mọi sự ở đời nó khởi đi từ cái bốn, bởi vì không không có bốn thì không có cái gì hết, không bốn không có gì hết. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có một cái chữ là cái chữ asa. Asa là cái ước vọng, là cái chữ nít nít tha là cái gì, là cái sự, chữ này hơi khó dịch đấy. Ở đây thì trong chú giải Pali thì ở đây nít tha là samadhi, là samadhi, là cái sự thành tựu. Mà nó có một chuyện nữa, chứ nít tha nó có nghĩa là cái dứt khoát hay là cái chung kết, chung điểm. Nít tha là chung kết. Chung kết là chung điểm. Nói chung điểm thì mình nhớ một cái chữ cuối nữa, có một cái chữ nó liên hệ với nít tha là chữ nít thiết tác. Cái nghĩa là the end, kết thúc. Thì như hát một bài kinh, chẳng hạn như cái bài kinh Kala Huyết Bà đó, khi mà giảng xong rồi đấy là trong Pali kết thúc một cách đấy là để nít thiết, để là Kala Huyết Bà đó xuất tăng nít thiết tăng. Hoặc là mình coi phim Anh Mỹ, khi hết phim rồi thì nó để cái chữ the end cho mình biết rằng phim hết rồi. Còn ở trong cái phim tàu ấy thì khi hết phim thì nó để chữ, để chữ gì, để chữ kịch chung. Kịch chung có nghĩa là, kịch chung có nghĩa là hết hết phim rồi. Ở đây chúng ta thấy chữ nít thà này mình thấy nó có chữ end và chữ conclusion, là cái kết luận, kết thúc, sau cùng nhé. Mà nó cũng có nghĩa là cái sự biến mất, là cái sự băng hoại, băng hoại tàn, sự băng hoại, sự tiêu tùng, tiêu tán thòn, tiêu tán đường nhé. Ngẫm ngũ từ thì ở đây mình thấy là cái chữ nít thà nghĩa như vậy đó. Thì tất cả, nhưng trong chỗ này thì trong chú giải giải thích là cái chữ samadhi nha, chữ samadhi có nghĩa là cái sự thành tựu. Thế mình muốn cái gì đó gọi là asa, mình muốn cái gì đó gọi là asa. Mà cái bậc a la hán được gọi là ni, trong đời này có những, có hạng người đó gọi... Phật dạy trên đời này có ba hạng người. Một là cái hạng người sống trong hy vọng, hạng người thứ hai là hạng người vô vọng, và cái hạng thứ ba là hạng không thèm hy vọng. Càng sống vô vọng nghĩa là cái người mà sống bất thiện nhiều quá, họ không có biết cái gì hết, họ cũng không có lòng, họ dính gì không biết vậy, là không có lòng trông đợi ở những kiếp lai sinh được khá hơn. Hạng nặng tệ nhất, hạng là hạng tuyệt vọng, vô vọng. Càng thứ hai là hạng sống trong hy vọng, nghĩa là những người biết làm lành, biết trao dồi công đức để chờ đợi những điều tốt đẹp trong kiếp sau. Còn cái hạng thứ ba nó là hạng không thèm hy vọng, đó chính là các bậc thánh nha. Các vị thấy rằng là bao nhiêu cái mong mỏi mơ ước trong đời, hy cầu trong đời này thì nó cũng chỉ là cái sự quẩn quanh trong cái cõi trầm luân thôi. Tôi nói ở đây tôi mới nhớ rằng ông đi bác sĩ, ông than phiền, rồi khổ quá, mấy hôm nay ông ngủ không có được, ông ngủ không có được. Tại vì cái mỗi lần mà ông nhắm mắt lại, tắt đèn nhắm mắt lại, ông cứ trong ảo giác ông là thấy nguyên cái bầy chuột đông lắm, nó cha nó chích, nó chạy cung cái giường ông hét, rồi nó đá banh, rồi náo nhiệt lắm, rồi nó hò, nó hét, rồi cổ vũ, đâu cổ động viên, có cầu thủ chuột, mệt nó ngủ có được. Thì mà bây giờ bác sĩ giúp cho ông, sẽ cho ông ngủ ngon rất chứ đừng để ông ảo giác như vậy ông ngủ có được. Đêm nào cũng đá banh gần như là World Cup, để làm sao ông ngủ. Thì bác sĩ nó được rồi, để tôi cho ông uống cái thuốc này an thần, ông ngủ sâu hơn, rồi tự nhiên nó cũng có chim bao. Chim bao nó đến từ những giấc ngủ mà nó không có được sâu, nó không có được ngon lắm, thì không được ngủ ngon lắm sâu thì nó sẽ dễ bị mộng mị bậy bạ. Cho uống thuốc tối nay bảo đảm ông về là ông yên tâm rồi. Thì
Ông trả lời nó chắc để mai nó uống được, chứ bữa nay không uống được đâu. Thì bác sĩ hỏi sơ kỳ cho nó, tại vì mấy ngày nay đêm nào nó cũng đá banh đó, đêm nay là trận chung kết với mấy anh chuột, thì dù sao thì cũng cho tôi coi trận chung kết xong rồi, rồi ngày mai tôi uống thuốc. Thì tự nhiên tôi nhắc cái này tôi mới nhớ, chỉ là đã mình sợ chuột, mình đã sợ ảo giác, nhưng mà trong bụng nó cũng có một chút nấm níu, tức là biết là sợ, biết là không có thích mấy anh chuột đá banh nữa, nhưng mà đêm nay tụi nó đá cái trận cuối cùng, trận chung kết tôi khác. Đấy đó, thì phòng vui cũng giống như vậy, tức là một gọi là một đằng thì cũng nói là muốn niết bàn, muốn giải thoát, nhưng cái lòng nó có dứt khoát, lại nó cũng tiếc mà không có nói ra thôi, nó mới nói ra, nhưng mà cũng tiếc là ông sư mà thấy có người ta hộ độ cúng dường cũng khoái, đấy. Cho làm cư sĩ thì thấy cũng có lên mạng, lên Facebook, lên Botox rồi cũng quen biết người này kia, thì lòng nó cũng vui. Đó là nhiều khi mình đi làm Phật sự, đi rủ nhau ra Hà Nội, về miền Trung, Nha Trang, hành thiền, từ lưa hết. Nhưng mà thật ra mình cũng không biết cái vui của mình trong những cái chuyến đi đó, nó cái vui nó từ đâu mà nó ra. Đấy, tôi đang nói về cái chữ ý muốn đó. Cái chữ xanh lá này quan trọng lắm, thì khi chính mình không mới ngờ là cái niềm vui đó nó là niềm vui đạo vị, hay là nhiều khi niềm vui đó nó đến từ cái tình bạn. Ừ, mà cái tình bạn đạo và cái tình mình và bạn mà kiểu mà thù tạc giao hảo hai cái này nó mơ màng lắm nha, nó mơ hồ lắm ạ. Cái lần ra nó không có rõ, nó chỉ là một sợi tóc thôi quý vị, nó chỉ là một sợi tóc thôi. Cho nên chính mình cũng không có ngờ mà trời sao đi chùa vui quá. Bây giờ là thôi lập nhóm nha, lập nhóm là Theravada miền Trung, nhóm Theravada miền Bắc, rồi lâu lâu có cái giao lưu tìm hiểu nhau, rồi rủ nhau cắm trại trên đời, có gì nó vui mình cắm trại. Năm nay tôi 46 tuổi rồi nha, mà tôi vẫn một niềm mê chơi như cái thời nào. Hiện giờ trong cái điều kiện sống của tôi hiện tại đó, tôi có nhiều điều kiện để camping lắm, cắm trại đó. Tôi mơ có một ngày mà cứ lâu lâu mà thấy nó quẩn chân, tôi mơ có một ngày mà có được một cái đêm mà dừng chân hạ trại bên một cái bờ biển nào đó thật là sạch sẽ, thật là an toàn. Chỉ có trăng, có gió và bờ lao bãi cát nó mới sung sướng biết là chừng nào. Thì chung quanh mình là những người biết nghe nhau nói và biết nói cho nhau nghe. Biết nói những gì người ta muốn nghe và lắng nghe những gì người ta muốn nói. Phải là chuyện dễ. Và cuối cùng một ngày kia mình mới tá quả ra, nên là cái mà mình thấy vui đó, nó không phải là những cái đêm trăng mà thiền định tu tập với nhau, mà nó là vui là vì ta có nhau trong đời. Để chỉ về thôi, rồi lúc nó chết cha rồi, ok. Cho nên ở đây người nói là cái cớ sự trên đời này nó nảy sinh ra từ đâu? Nó nảy sinh ra từ cái chỗ mình muốn nhiều quá nha, muốn nhiều quá. Từ chỗ mình muốn nhiều quá đó cho nên là nó mới dẫn sinh. Dẫn sinh chỗ này chỗ kia, nên trong kinh nó có cái câu này gọi là ích chăng na aran pa ari kasati. Tức là cái nguyện vọng dẫn dắt người đi. Cho nên nhiều khi đó quý vị biết, tôi không có dám nói tôi là hành giả tinh tấn, tôi cũng chẳng có dám nói tôi là một nhà sư trong sạch, nhưng mà tôi có một chút cái niềm tin là chắc lẽ nếu không vì một cái trọng nghiệp quá khứ tiền thân, thì tôi cũng hy vọng có lẽ kiếp này mình tắt thở và ra có lẽ chỗ mình đi nó cũng đến nỗi tệ. Tại vì mình thường xuyên mình sống nó mỗi ngày, chỉ có những lúc tôi cũng trễ đến hỏi lắm nha, tại có mấy người quen mà biết tôi cũng dễ vui, nhưng mà có một điều là phần lớn thời gian là tôi tìm thấy được cái niềm vui ở trong cái giáo lý, tìm được thấy niềm vui trong giáo lý. Cho nên là phải nói là tôi nếu mà tôi muốn là tôi không có đủ thời gian đó quý vị, tôi không có đủ thời gian đâu, tôi không có đủ thời gian vì có rất là nhiều thứ, vì tôi có cái may mắn là tôi có nhiều cái chìa khóa trong tay đó. Có nhiều cái phòng mà để tôi mở cửa, biết bao nhiêu là châu báu trong đó, biết bao nhiêu là thứ bảo vật ở trong đó, bao nhiêu là thứ đẹp mắt giá trị hiếm có trong đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ cầm một số chìa khóa, tôi lục lạo biết là bao nhiêu thứ, không có thời gian. Mà chính vì cái chỗ mà có những cái thích đó, tôi nghĩ rằng nó là cái vốn liếng như đời sang kiếp khác. Tôi kể như vậy không có nghĩa là tôi đang nói nhiều về tôi, tuyệt đối không ai cái gì nó chỉ ngu, không có gì ngu bằng hết. Mà cái điều đây tôi muốn nói là tôi muốn quý vị cũng y như vậy, hãy các vị hãy nhớ gì một chuyện, đó là mình có những cái sở thích, có những cái niềm vui, có những cái đam mê mà nó lành mạnh lên á, thì nó sẽ chính là nó là cái ngọn đèn nó dắt mình đi nha, ngọn đèn nó dắt mình đi. Thì đời sau kiếp khác sanh ra đó, thì chính những cái sở thích của bây giờ này nó dẫn cho mình một cái hướng đi tốt hơn cho đời sau kiếp khác. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ cái đời này, bỏ phút giây hiện tại trước mắt,
để mà trông đợi ở cái chuyện ở cái kiếp sau không phải, đó là đúng nha. Cái hiện tại nó phải tốt mới có cái tương lai tốt, chỉ có cái hiện tại tốt là nó mới có cái hồi ức tốt, chỉ có cái hiện tại tốt thì nó mới có những cái dự tính dự toán tốt. Cho nên không thể nói là tôi nói như vậy nghĩa là lìa bỏ hiện tại, nhưng mà tôi muốn nói rằng hãy chuẩn bị, chúng ta sống chúng ta phải có cái hồi ức, là những cái kinh nghiệm tốt về quá khứ, chúng ta phải có những cái dự trù, những cái dự toán về tương lai phải có, nhưng mà không phải mơ màng về quá khứ, cũng không có tưởng tiếc quá khứ, mà không có hoài vọng tương lai thì không có dành mộng tương lai, nhưng mà có chuẩn bị tương lai và có kinh nghiệm về quá khứ để học hỏi cho hiện tại thì cái đó là chuyện nên. Thì cái tôi đang nói nhiều về chữ muốn, về chữ muốn là như vậy. Và trong lúc mà tôi giảng, tôi vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại một chuyện, đó là bà con để ý dùm, bài kinh này là bài kinh được Đức Phật chọn để mà nói cho mấy cái người mà họ nặng về cái tấm sân, nặng về nộ tấm nha. Cho nên tôi nói gì kệ tôi, thì các vị vẫn nghe một phần 50%, nhưng mà 50% nó tự mình ngồi nghiệm xem là tại sao mà cái bài kinh này được giảng cho mấy người nặng về nộ tâm. Mặc dù tôi nhắc lại mặc dù cái bài kinh này đúng là dành cho mấy người có tấm sân nhiều, và chỉ trong cái đêm đó thôi, tức là trong số những người đến trong cái đêm đó để hầu Phật nghe pháp ấy, thì cái cách nói này nè nó hợp với họ. Ngày đãi ăn họ trong đêm đó thì ngày đãi bằng cái món này, nhưng mà sáng mai, đêm mai, ngày mốt, tuần sau, tháng khác, năm nữa, thì lúc đó có người đến hỏi ngài thì chắc chắn 1000% thì ngài sẽ nói khác đi nha. Chỉ trong cái đêm đó thôi, nhưng mà ít ra đó thì cái bài kinh này nó cũng là một gợi ý rất là lớn cho chúng ta, là tại sao mà đối với những người tánh sân trong cái đêm đó về hầu Phật thì ngài lại chọn cái này cho họ nghe, tại sao vậy? Nó cũng là một cái điều gợi ý rất là lớn, rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Quý vị cho tôi xin ba giây để sáng lên cái sổ mũi. Rồi, xong. À, các vị cũng nói chứ cũng phải cho tụi coi một chút, coi các bạn tiếng Việt. Dầu phải có cái chỗ dựa thì mình mới đi nói tiếp được nha. Bài kinh này tôi thấy là quan trọng. Tôi thấy là quan trọng là bởi vì là thông qua đây chúng ta lại có dịp để ôn về rất là nhiều cái vấn đề giáo lý, có dịp ôn tập rất là nhiều vấn đề giáo lý, mà nhờ những bài kinh này là chúng ta mới có dịp làm chuyện đó. Chứ còn khơi mà bắt các ông sư mà giảng thì tôi không biết giảng cái gì nha, nhưng mà có mấy cái bài kinh này khi mình lo mình giải thích như vậy thì mình có cái dịp để mình ôn tập lại những cái vấn đề giáo lý và những khi khác chúng ta không có mấy dịp để mà nói, chỉ vậy thôi. Tại sao mà cái tình bạn nó được củng cố qua những lần mà gặp gỡ, vậy nói là tình bạn ngoài đời đó, là bởi vì trong những lúc đó chúng ta mới có dịp, chúng ta mới là ngồi pha trà, ngồi gọt trái, rồi chưng hoa, rồi chăm sóc lẫn nhau. Chứ còn mà nói ô không có chuyện hết khỏi gặp thì coi như là nó chìm xuồng luôn, ok. Trong khi đó là ở đây Phật pháp cũng vậy, các vị còn nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Ở đây đó, cái câu hỏi tiếp theo cái câu thứ nhất là vì đâu mà nó nảy ra cái chuyện mà tranh đấu tương tranh ở đời, thì ngài nói là do tham ái và bộ phải ích kỷ. Và cái thứ hai đó là ngài nói rằng là do cái duyên nào mà nó có cái chuyện mà người ta thích cái này thích cái kia, thì ngài nói là đó là do cái ước muốn mà ra. Và cái câu thứ ba đó là cái ước muốn đó nó từ đâu nó ra, đó, từ đâu nó ra cái đó. Thank you.
Ở đây á, trong internet á, trong cái trang của ông Bình An Sơn á, thì cái đoạn mà cái câu hỏi đó là ước muốn á, ở đoạn trước là người ta hỏi những cái chuyện này chuyện kia ở đời đó, nó xuất hiện phát từ đâu, thì người ta nói là cái ước muốn. Thì rồi cái người ta mới hỏi, cái vị hóa Phật mới hỏi thêm là cái muốn này muốn nọ là ở đâu nó ra. Thì cái câu hỏi đó đó là cái trong bản internet đó là cái họ đánh đánh số đó là 866, nhưng mà vậy là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà trong bản tiếng bản trên đây thì tôi muốn biết là trên cái chỗ cái bản mà quý vị này lấy này là 860. Câu trả lời của Phật đó là đúng rồi, đúng rồi, vậy là đúng, hệ số giống nhau. Dạ, cảm ơn. Ở đây các vị có thấy hay không, Đức Phật trả lời đó là do cái khả ý và bất khả ý, khả ý mà bất khả ý. Thì ở trong mình thấy ở trong cái tiếng Pali ấy, đó là sa tăng á, sa tăng, sa tăng á, sa tăng, sa tăng, rồi á sa tăng, tức là cái này còn có một chữ nữa là cái chữ ít ít tha và anh ít tha. Có nghĩa là vừa ý và không vừa ý, hoặc là một cái là bất toại và một cái là toại ý và một cái là bất toại nha. Thì đó là những cái chuyện mà mình phải biết. Thì ngày dạy rằng ở đời đó mà có cái chuyện thích này thích kia là bởi vì sao, là vì có những cái nó cũng có cái ngọt ngào chứ không phải không có. Có càng nhìn nhận cái nó có, mà nó từ cái chỗ đó, nó từ có cái chuyện phân biệt, từ cái chuyện phân biệt, từ chuyện phân biệt. Đây phải hiểu thêm vậy nè, từ cái phân biệt, từ cái chuyện phân biệt mà nảy sinh cái gì, nảy sinh ước muốn. Vị thánh không có lòng phân biệt nên không có ước muốn kiểu phàm phu. Đây là cái chuyện thôi nhé, trong chánh văn thì để như vậy mình phải hiểu là do cái chuyện phân biệt, từ cái chuyện phân biệt này nọ nó mới nảy sinh cái ước muốn. Và ở đây các vị có thấy cái chữ trong cái bản dịch cái ngày Minh Châu có cái câu thế này: sau khi thấy trong sắc cả hữu và phi hữu. Cái này nếu mà không có đọc cái bản tiếng 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 Phạn ấy thì coi như nó là tiếng Bali, đó là coi như mình không biết nói cái gì.
Các vị chờ cho một chút, các vị chờ cho một chút. Ok. Ok. Mọi rắc rối ở đời, nhẹ rắc rối ở đời khởi đi từ cái ước muốn của phàm phu, và những và cái ước muốn đó đó có từ sự phân biệt, có từ cái sự phân biệt trong cái trần cảnh, phân biệt trong trần cảnh. Và cái sự phân biệt đó đó được bắt đầu từ cái bản chất của pháp hữu vi, là lúc về lúc khác. Đây là một cái ý nghĩa mà tôi cho là rất là sâu, mình cần phải lưu ý. Tức có nghĩa là tại sao mình thấy đời sống nó là muôn màu, tại sao mình thích cái này cái kia, là bởi vì mình bị cuốn hút ở trong cái muôn màu của đời sống. Tôi nhắc lại, tại sao mà mình bị cuốn hút trong đời sống, là bởi mà tại sao mình thích cái này thích cái kia, tại sao mình thích cái này thích cái kia, là bởi vì mình bị cuốn hút ở trong cái muôn màu của đời sống. Mà cái gọi là muôn màu đó đó, mình tưởng nó là hay đấy, mà thật ra không phải. Cái muôn màu đó thật ra đó, là nó được bắt đầu từ cái bản chất phù du của đời sống, lúc về lúc khác. Nhờ cái sự vô thường đó đó, nó làm cho đời này nó trở nên thú vị hơn, nó trở nên đa dạng hơn, nó trở nên gọi là giàu có hơn. Mà mình cứ gọi đó là đa dạng, là phong phú, là giàu có, mà thực ra đó, nói cho nó rốt ráo, nó hơi phũ phàng, nó hơi tàn nhẫn một chút đó, thì tất cả những cái sự phong phú đó nó đi ra từ cái gì? Đi ra từ cái bản chất vô thường của đời sống, của pháp hữu vi nha. Đây là cái điều mình cần phải ghi nhận, cần phải ghi nhận, bởi vì chính từ chỗ đó nó mới mở ra cho mình cái bên dưới. Đó là sao? Là sống ở trong đời này nè, bây giờ tạm thời ở chỗ này đừng có liếc cái chánh kinh nữa. Đừng có tạm thời, nếu mà chỗ này mà mình liếc chánh kinh thì mình bị rối lắm, mà mình chỉ liếc nhìn hồi nãy là giờ là đủ rồi. Bây giờ mình gấp sách lại, mình nhắm mắt lại thì cái bài kinh này như thế này: sở dĩ trong đời này nó có chuyện này chuyện kia là bởi vì chúng ta có thích và có ghét. Mà tại sao có thích và có ghét mà nó lại nảy sinh ra chuyện? Bởi vì thích nó là tham, mà ghét nó là ưu. Mà những cái này nó có từ đâu? Nó có từ cái chuyện mà mình muốn. Mà cái muốn này nó có từ đâu? Nó có từ cái lòng phân biệt, mà nó có từ lòng phân biệt chuyện này chuyện nọ. Mà cái lòng biện biệt không cần thiết của phàm phu đó, nó chính là cái cớ sự, nó là nguồn cơn như mọi thứ. Mà tại sao có cái lòng phân biệt? Là bởi vì cái bản chất đời sống này nó là vô thường. Mà từ chỗ vô thường nó cho nên lúc về lúc khác, thì trên cái nền tảng lúc về lúc khác đó đó, mình chỉ cần mình có lòng mình chạy theo nó thì tự nhiên mình thấy nó đa dạng như có vậy. Chỉ cần nó luôn vô thường thì nó phải lúc về lúc khác. Mà cái lòng mình chạy theo cái lúc về lúc khác đó thì tự nhiên mình thấy cái đời sống nó đa dạng. Cái khuynh hướng mình quan trọng lắm. Những khuynh hướng mình, thay vì mình thấy là nó là rối rắm, nó là đa đoan, thay vì mình thấy nó là phù du, là ảo hóa, thì ngược lại với khuynh hướng của sinh tử của mình ấy, với cái tập khí sinh tử đó, thì mình lại thấy nó hay. Mình thấy cái khuynh hướng đó nó hay. Ví dụ như là mình thấy là có xuân, có hạ, có thu, có đông. Đúng ra nó là gì? Đó là cái sự vô thường ở trong thiên nhiên, ở trong vũ trụ đó chứ. Nhưng mà ít ra đó, thì khi mình có cái lòng mình có cái lòng của lòng hưởng thụ của kẻ phàm phu với sự hỗ trợ của tập khí sinh tử, thì tự nhiên mình thấy biết yêu cái tuyết trắng của mùa đông, rồi lá vàng của mùa thu, rồi cái hoa cỏ xanh tươi của mùa xuân. Đấy,
Rồi nói cho cùng á, tôi còn biết ở trong dân gian này nó còn có một cái thú đau thương đó, có nghĩa là mình cứ đoàn viên nghe, rồi cứ thương nhau, mà cứ ở gần người đó muốn gì được nấy, nó có đã mà đời sống nó phải có ước vọng, muốn mua cái đó quá đi nghe, mà chưa có khả năng mua thì mình mới có động lực để mình đi tới đấy. Rồi mình thương nhau mà mình phải có xa một chút, nó như là một chút ớt, một chút tiêu cho đời sống vậy. Lâu lâu phải nghe mắt mà cay cay nó mới đã, nó phải còn chút hít hà nó mới đã. Vậy còn mà mình thương ngay mà mình vừa thương cái là cái nhân vật để nên xuất hiện ngay trước mặt mình một cái bịch đó, một cái bịch đó, rồi nó suốt đời nó cứ gắn bó nha, có đầu hay à, nó chán, tiếng Việt Nam nó kêu là lòi chành té bữa, chó chê mèo bữa, nó nản lắm. Mà nó phải có cái cảnh mà anh đầu xong em cuối xong nó mới đã. Quân gian đầu thiết gian vị, tương tư bất tương kiến, người đầu sống người cuối sống, uống chung dòng nước mà không có thấy nhau đó. Rồi nó từ đó nó mới nảy sinh ra, nào là ngưu lang là chức nữ, nó mới ra, nào là trương chi mỹ nương đó, thì nó mới đã. Chứ còn mà kiểu như muốn là dính, muốn là dính, muốn là được thì đâu có hay. Nhưng mà thật ra cái ngu của phàm phu mình nó khởi đi từ chỗ nào, là mình đè ngay cái chỗ cái nhược của Bác Hữu Vi, mình lại yêu nó mới chết chứ, là yêu ngay cái chỗ nó vô thường đó. Bởi ra là yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ là chỗ đó, thương người ta rồi tự nhiên nó có thể nó bao dung những cái chuyện rất là lạ, thương người thương cả cái xấu của người ta là chỗ đó, thương cả Pháp Hữu Vi rồi thì yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Ngoài cái chỗ này đây. Cho nên đấy, cái nội dung bài kinh này nó là nhấn mạnh một chuyện rất là quan trọng, đó chính là không có trí tuệ, không có lòng cầu giải thoát thì người ta có thể yêu mê đời sống này bằng ngay chính cái đoạn trường, cái đòi đoạn của nó, ngay cái chỗ mà nó vô thường biến dị lúc về lúc khác, người ta thay vì chán nó thì lại phải thấy đó là cái nét duyên của nó. Ok, tiếp theo đó là chúng ta thấy có cái chỗ này. Là cái chuyện mà mình tới cái vị hóa học Phật mới hỏi thêm là hồi nãy ngài trả lời đó, ngài nói là cái chuyện mà rắc rối đời này nó do người ta phân biệt, do thích cái này ghét cái kia, cái này ngọt cái kia đắng, mà những cái đó nó đâu nó ra. Thì Đức Phật này nói rằng là nó do cái sự tiếp cận mà ra, trong đây gọi là xúc đó, đây gọi là xúc. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng nên là cái chữ ru về xuất đi xoa quý pháp quan có quan chắc, anh ngày Minh Châu mình dịch là hữu nha, mình dịch là hữu. Thì cái chữ hữu ở đây đó, hữu và quy vi hữu ở đây đó là quý pháp quan, pháp quan có nghĩa là sanh và diệt đó, nó khổ như vậy. Hữu ở đây từ chữ bha vát ám chỉ cho sự sanh khởi, phi hữu quý vô quá ở đây ám chỉ sự biến diệt đó, nó khổ rồi đó, sự biến diệt. Sự biến diệt của các pháp, chứ còn cái chữ mà phá hóa tâm ha, phá hóa tâm ha, rồi cái quý bà hóa tâm ha, tức là hữu ái phi hữu ái, không có dùng ở đây nha, không có dùng ở đây. Cái một cái đó là ái mà dựa trên thường kiến, một cái là ái dựa trên đoạn kiến, không có dùng chỗ này. Mà ở đây cái chữ phá hóa và quý phá hóa ở đây là nó ám chỉ cho cái sự sanh và diệt của các pháp, là mọi người nhớ dùng cái đó. Đúng rồi, cảm ơn, đúng rồi đó, đúng rồi. Ru về xuất đi xa quý pha quần pha quanh chà tí, sau khi mình thấy được cái sự định cái phá quá quý phá quá đây đó, nghĩa là sau khi thấy được cái sự sanh và sự diệt ở trong trong sắc pháp, thì biến diệt. Thì cái chuyện mà mất toại đây nó có được từ đâu, nó có được từ cái chỗ là người ta chạy theo, người ta thấy cái đó, thấy lúc các pháp ở lúc về lúc khác, nó thích.
Ở đây cái câu hỏi tiếp theo đó, cái câu hỏi tiếp theo đó là những cái rắc rối, cái gì mà mình nó ngọt, cái gì đó là đắng, nó đâu nó ra, thì cái phần đó là do cảm xúc. Ở đây tôi xin dừng lại đây, cái thời thầy giảng sáng nay tôi nghi lắm, tôi nghi là sáng nay tôi đi không có hết bài kinh này, là bởi vì lý do là vì tôi ham lắm, tôi ham chia sẻ, tôi ham ham nói quá đi, nó có những cái điểm tâm đắc mà tôi không thể không nói, đó là thứ nhất dòng duyên khởi có thể được giải thích bằng nhiều cách. Có thể bắt đầu với vô minh hay bất cứ một mắt, một cái mắt xích nào đó trong 12 chi duyên khởi đó. Đây là chuyện rất là quan trọng nha, chuyện này bắt buộc quý vị phải nhớ, có nghĩa là cái dòng sanh tử mình nó là một cái vòng tròn khép kín đấy, nó giống như một cái bánh xe đạp vậy đó, nó tròn vo như vậy, cho nên bất cứ cái điểm nào trong đó cũng có thể là điểm bắt đầu hết nha. Có thể đối với ông A và B thì Đức Phật ngày có cách nói khác nhau, có người thì người nói rằng khổ nó có từ cái chuyện mình thích cái này thích cái nọ, rồi có lúc người nói cái khổ nó bắt đầu từ cái chỗ là mình vô minh trong cái này cái nọ, rồi có lúc người nói cái khổ nó bắt đầu từ cái chỗ là mình tiếp xúc trần cảnh này trần cảnh nọ. Và đó là cái chuyện thứ nhất mà các vị bắt buộc phải ghi nhớ, đó là cái dòng tròn duyên khởi nó có thể được bắt đầu từ bất cứ cái điểm nào. Và cái điều thứ hai nữa là tôi xin bà con nhớ rằng từ ngay cái buổi đầu mà tìm đến với Phật Pháp, nhiều khi chúng ta đã bị ám. Tôi cố ý tôi xài một cái chữ rất là nặng, đó là cái chữ ám. Từ buổi đầu học đạo chúng ta đã bị ám bởi những cái định nghĩa rất là căn bản, rất là đại khái, rất là khái niệm nha. Buổi đầu thì ok, mình không biết gì hết thì mình rất cần đến những cái đó, nhưng mà phải cẩn thận là những cái định nghĩa đó về giáo lý đó, coi chừng về lâu về dài nó trở thành ra là một cái chiếc khung, là một cái lồng, một cái chậu, một cái chiếc củi nó giam với chúng ta trong đó. Thí dụ như cái chữ xúc, bây giờ mình hỏi Phật tử nào có học ba mớ về vi diệu pháp, về A Di Đà ấy, mà nói xúc là gì, họ nói nghe đã lắm, mà nói xúc tức là tâm sở xúc, có người gọi là sở hữu xúc, nói vậy đó. Có người đã nói xúc là xúc ở đây tức là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, thì định nghĩa như vậy đâu có sai. Ngay cái định nghĩa thứ nhất xúc là tâm sở xúc, rồi cái thứ hai đó, xúc chính là cái sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, hai cảnh hai cái này nó không có sai, nó khổ chỗ đó, nó sai đâu có sai, nhưng mà nó có thể đem ứng dụng một cách gọi là một cách hữu hiệu và linh hoạt cái trong đời sống tu học hay không thì cái đó tôi không hết. Cho nên hồi nãy tôi có nói rồi, tôi e rằng sáng nay tôi giảng không hết bài kinh này là bởi vì tôi phải dừng lại quá nhiều trạm đi, những cái trạm mà tôi tự cho rằng mình phải có trách nhiệm la làng lên, chứ không thể nào cứ tiếp tục để bà con đi hoài cái kiểu xưa giờ được. Vậy chữ xúc ở đây là sao? Tôi nhắc lại, ai mà viết nhanh viết giùm tôi cái này. Tôi bây giờ tôi cái bàn phím của bên châu Âu tôi xài tôi khó chịu, tôi biết chậm quá. Viết được cái này ai viết nhanh nè. Thứ nhất, ta hoàn toàn có thể nói cái thế giới này nè, cái vũ trụ mà mình đang sống nè, nó là thế giới của những cảm xúc, không sai. Cảm xúc là sao? Những cảm thọ đó, thí dụ như là sáng trưa chiều tối, rồi từ tuổi trẻ đến trung niên tuổi già, toàn bộ đời sống mình là đời sống cảm thọ thôi, nói vậy không có sai nha. Có nghĩa là đứa bé hồi nhỏ là cái gì mà nó thích thì thôi nó vui lắm, còn hàng nào mà nó không thích thì nó buồn, nó khóc, nó dậy, nó dụa, làm mình, làm mẩy, làm tặng, làm thương đấy. Rồi tưởng sao tới hồi nó lớn lên có vợ có chồng có con có cái, có tạo dựng sự nghiệp, rồi nó lớn lên là nó có cháu nội cháu ngoại cháu cố cháu sơ, thì nó vẫn y chang như vậy. Cho nên toàn bộ đời sống này, cái chuyện mà mình đi học hành rồi ra trường mở phòng mạch mở văn phòng rồi có công ty hãng xưởng xí nghiệp nhà máy có từ lum tà la hết, rồi mình làm giáo hoàng thủ tướng tổng thống gì đó, tất cả nó đều là thế giới của cảm xúc, nói vậy không có sai nha. Thứ hai,
mình nói thế giới này là thế giới của những hồi nãy là cái thế giới của thọ, bây giờ tôi sửa là tôi nói thế giới này là thế giới của tưởng, cũng không sai. Tưởng là sao? Tức là những ý niệm, những kinh nghiệm, những hồi ức. Thí dụ như bây giờ hội họa này, âm nhạc này, kiến trúc này, văn chương, thơ ca, hỏi với mấy cái đó không phải tưởng như là gì nữa hả? Cái đó không phải thôi. Bây giờ từ cái chính trị, tại sao mà có những ý thức hệ, có những cái học thuyết này học thuyết kia, rồi từ văn hóa nghệ thuật tùm lum tà la hết, thì hỏi mấy cái đó không phải tưởng như là gì nữa hả? Cái chuyện mà đứa bé tại sao nó biết bà này là mẹ nó mà không phải là bà kia, đó là tưởng chứ còn gì nữa. Tại sao nó biết đây là cái bình sữa mà cái kia là cái bình nước lạnh, tại sao nó phân biệt, nó không phải tưởng chứ còn gì nữa. Cho nên ở đây mình nói thế giới này là thế giới của tưởng, của không có sai. Đấy, thì ở đây cũng vậy, trong chuyện tu hành cũng vậy. Cái chuyện tu hành mình có nhiều cách, mình có tới 1001 cách để mình nói về cái đường tu. Thứ nhất, mình nói tu tức nghĩa là cái hành trình chuyển hóa. Đấy, hành trình chuyển hóa. Hành trình chuyển hóa từ phàm sang thánh. Thì mình nói tu hành đó là cái hành trình tu tập tam học với định tuệ, đúng. Tu tập là cái hành trình tu tập thức giác chi, đúng. Tu tập là cái hành trình tu tập năm quyền tính tấn định tuệ, đúng. Là cái hành trình tu tập có chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, đúng. Cái gì cũng đúng hết. Và bữa nào mình nổi cơn mình lên mình nói tu hành là một cái hành trình giải quyết một chữ thôi, chữ xúc, được hay không? Được không? Được quá đi chứ, được quá đi. Có nghĩa là tôi chẳng thèm nói gì về tam học giới định tuệ hết. Tôi cũng chẳng thèm nói 37 pháp trợ bồ đề. Bữa nào tôi khùng lên thì tu hành nó chỉ giải quyết một chữ xúc thôi. Nói vậy không có sai. Là vì sao? Là vì tôi hỏi các vị một câu thôi nè. Các vị có đồng ý với tôi là mình giữ bát quan trai là mình không có được nghe nhạc, đúng không? Mình không ăn chiều, đúng không? Nè. Rồi hành giả tứ niệm xứ là nên sống ở trú xứ này mà không sống ở trú xứ kia. Cái đó không phải xúc chứ còn gì nữa. Là mình tránh những cái xúc không có cần thiết. Trời ơi, nó khổ quá. Mà nếu cái xúc mình định nghĩa xúc là tâm sở xúc đó, nó không có thật. Nhưng mà đem xài không có được. Nó khô quá. Nó máy móc quá. Nha. Hiểu như vậy thì cũng hơi khó lắm. Cái là tôi không có chê cái định nghĩa đó. Nhưng mà tôi nói là trong cái đời sống tu tập thực tiễn. Mà mình chỉ biết có một định nghĩa như vậy thì nó khổ dữ lắm. Trong khi cái lời Phật nó hay vô cùng tận. Đấy. Cho nên mình cứ nhớ là đây là cái nhiều cái cách để mình nói về Phật Pháp ở chỗ này lắm nha. Thì mình nói rằng tu tập là cái hành trình giải quyết một chữ xúc thôi. Có nghĩa là sao? Khi mà mình không sát sanh thì mình tránh những cơ hội để mình có thể sát sanh. Khi mình không có trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình tránh những cơ hội để cho cái tâm tư của mình nó phải tiếp cận với những cái cảnh mà mình nó thể gợi ý cho mình sát sanh, đẳng cấp là dâm, nó uống rượu. Các vị nghe kịp không? Khi một vị tỳ kheo mà được Đức Phật dạy dạy là nhớ nha, không có giữ đồ ăn buổi chiều nha, không có giữ y dư nha. Một tỳ kheo nguyên thủy thì không có giữ bất cứ cái gì mà có thể được xem là tài sản, như là thì như vàng bạc châu báu, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, vân vân và vân nha. Khi mà Đức Phật ngày ngày cấm vị tỳ kheo không được thế này, không được thế kia, có nghĩa rằng Ngài đang dạy vị tỳ kheo nên tránh những cái xúc nào. Xúc ở đây có nghĩa là lời. Thì cái xúc đi hiểu thì nghĩa theo nghĩa nào cũng được. Xúc đi hiểu nghĩa A Tỳ Đàm cũng được. Đó là chính là tâm sở xúc đó. Tức là thí dụ như mình không để cho cái tâm mình nó biết nhiều về một số cảnh sắc mà vị tỳ kheo không nên biết. Có những cái cảnh thinh mà vị tỳ kheo không nên biết. Không có nên để cho nên cho nó xảy ra cảnh khí, cảnh vị cũng vậy. Tại sao mà mình thấy mình giữ bát quan trai mình không được sức dầu thơm? Mình thấy rõ là cái khí xúc ở đây mình có hạn chế rồi đó. Tại sao mình không có nghe nhạc? Ở đây làm thấy là cái mình về cái nhĩ môn ở đây là rõ ràng đó. Cái nhĩ xúc ở đây rõ ràng là có hạn chế, có giới hạn rồi đó. Là tại sao? Là vì hễ mình có hạn chế cái xúc thì dĩ nhiên nó phải có, nó dẫn đến cái chuyện hạn chế cái thọ. Xúc ở đây có nghĩa là mình cứ thoải mái, thoải mái thì cái thọ nó cũng sẽ xuất hiện thoải mái. Chỉ thoải mái thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc khổ lạc ưu hỷ xả, rồi cái xúc ở đây có nghĩa là mình có thể để cho con mắt mình làm việc thoải mái, lỗ tai mình làm việc thoải mái, lỗ mũi làm việc thoải mái, như vậy thì còn gì là tu nữa. Cho nên cái chuyện tu ở đây nếu cần thì mình có thể nói mình tu có nghĩa là mình làm việc với mỗi một chữ xúc mà thôi, có được hay không? Chỉ làm việc với một chữ xúc mà thôi. Còn cái chuyện mà mình nói rằng tu tu bắt chánh đạo, tu tu cái gì nó không có sai, nó là một cách nói thôi.
nó là một cách nói. Thì dường như ở đây có như cái thiền nhân, quýt cha thiền nhân, biết thiền nhân cái thiện nhân tôi cũng chẳng biết nữa. Thiền nhân, thiên nhân hay là thiện nhân, thì họ có gợi ý tôi là thân hành, là hai thở, khẩu hành, tâm tứ vân vân. Thì nói gì thì nói đi nữa, thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng là mình tu hành là mình giải quyết một vấn đề cũng được, mình giải quyết một vấn đề thôi. Tôi còn nhớ là cái vị thầy, tôi còn nhớ tôi dùng một cái ví dụ đó là chiếc xe 18 bánh hay là một chiếc xe đạp. Thì trong lúc nó đang đi trên đường thì cái phần bánh xe mà nó tiếp xúc với đường nó không có bao nhiêu hết á, thì toàn bộ đời sống của mình ấy, dầu mình là giáo hoàng hay là mình là một thằng ăn mày ha, thì cái mối liên hệ giữa mình với đời sống này nó nằm ở đâu, nó nằm nó mình nhiều cách nói lắm, nhưng mà trong đó có một cách nói dễ thấy nhất đó là cái hai thở ha. Tôi nhắc lại, giáo hoàng là chiếc xe 18 bánh, cái thằng ăn mày nó chỉ là chiếc xe đạp thôi, nhưng mà hai cái chiếc xe đó, hai con người đó nó có điểm giống nhau, đó là cái phần mà nó tiếp cái hai chiếc xe đó nó có cái điểm giống là cái phần tiếp xúc với đường nó có chút xíu rồi. Mình cũng vậy, mình nói mình là cái này cái kia ghê gớm, mình là thánh, mình là phàm, mình là sang, là hèn, là ngu, là trí, là nam, là nữ, tùm lum hết. Nhưng thật ra cái vấn đề mình nó chỉ là vấn đề của xúc thôi, nó giải quyết được cái xúc là nó giải quyết được toàn bộ. Nó giải quyết được toàn bộ. Bởi hồi nãy tôi nói rồi, khi mà mình có thể nói thế giới này là thế giới của tưởng, thế giới này là thế giới của xúc, thế giới này là thế giới của thọ ha, thì điều đó hoàn toàn có nghĩa rằng thì là cuộc tu nó có thể chỉ là cái hành trình giải quyết một chữ thôi, đó là chữ xúc, chữ thọ, chữ tưởng, chữ tư. Ở đây các vị học A Di Đà, các vị thấy cái chữ tư ở trong A Di Đà nó ghê gớm, dễ sợ lắm. Tư là ba hành mà quý vị, tư là ba hành, tư là ba hành. Có nghĩa là thay vì mình thấy đạo đó, mình chỉ cắm đầu ở trong cái phi phúc hành. Nhưng mà tới hồi mình biết đạo rồi thì mình hiểu thêm là không phải chỉ có cái phi phúc hành không, mà nó còn có cái phúc hành, rồi bất động hành, rồi đâu phải tới đó nó hết đâu, nó còn có giải thoát hành nữa. Có nghĩa là mình không chỉ là mình chỉ biết có cái đam mê ở trong cảnh bất thiện, mình không phải, mình biết rằng không phải là chỉ có cái thiện dục giới, thiện sắc giới để mà tái sanh về cái cõi làm ngũ quẩn, mà cũng không phải chỉ có cái thiện vô sắc giới để sanh về cõi vô sắc, mà nó còn có cái niềm đam mê nữa, đó là cái niềm đam mê của hành giả tu thiền quán, đó là sự nhàm chán. Đam mê ở đây trong trường hợp này thì tôi lại cố ý nói ngược, có nghĩa là sự nhàm chán ở trong ba cõi. Có nghĩa là đối với trên đời thì có hạng đó, khi Phật chưa ra đời đó thì nó chỉ có ba hạng thôi, đó là cái hạng chìm sâu trong ác pháp, cái hạng thứ hai là chìm sâu trong năm quẩn, cái hạng thứ ba là chìm sâu ở trong tứ quẩn, tức là vô sắc, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nhưng mà khi Phật ra đời thì thêm hạng người thứ tư nữa là nhàm chán hết ba hạng, nhàm chán hết ba hạnh, là vì từ đâu? Là vì họ đã chấm dứt hoặc là hạn chế cái vô minh trong tứ đế. Tại sao tôi nói quá là dài dòng, chấm dứt hoặc hạn chế là sao? Chấm dứt là thánh nhân, A-la-hán. Còn hạn chế thì nó có hai, đó là phàm phu hoặc là thánh hữu học, gọi là hạn chế vô minh trong tứ đế. Và với một cái người mà gọi là không còn hoặc là chỉ còn ít cái vô minh trong tứ đế thì họ không có cái cơ sở gì, họ không có lý do gì để mà tiếp tục đi gọi là quân tập ba hành hết, sợ lắm. Tôi nhắc lại, tại sao mình thấy cái cõi người của mình thấy tăng sa hóa nó la, tăng sa hóa lá nó hấp dẫn, tại sao? Tại vì cái nghiệp ái, dục giới nó đưa mình tái sanh vô cảnh này tự nhiên mình thích. Giống như đầu hôm 9 giờ tối, tôi nói hoài là 9 giờ tối, mình đang là một người, một công tử, một thiếu gia, một cô chiêu cổ ấm sung sướng, thì mình thích xe cổ hàng hiệu tùm lum hết, thích những cái chuyến đi nước ngoài du lịch ăn chơi hưởng thụ. Nhưng mà đầu hôm vậy, nhưng mà sáng mai đó, lúc rạng sáng chúng ta tắt thở, đầu thai vào lòng một con chuột cống ở trong bệnh viện thì sao? Khi mà con chuột đó nó được mẹ sanh ra rồi thì sao? Đối với nó bây giờ xe cộ hàng hiệu rồi những chuyến đi với bạn bè trong nước ngoài nước nó không còn quan trọng nữa, mà lúc bây giờ do cái nghiệp nó khiến cho cái con chuột cống nó, cái mà nó thích là những cái món đồ dơ ở trong bệnh viện nha, tôi kể mà tôi còn rùng mình đấy. Cho nên mình thấy cuộc đời này nó đẹp là vì sao? Là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình vô trong cái bối cảnh, hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, và mình bắt buộc mình phải thích nó. Chồn cáo phải thích hen, chim cú, chim ụt thì thích ăn chuột. Tôi nhớ bên Nhật Bổn có câu chuyện rất là thú vị, đó là buổi trưa đó, alo các vị còn nghe không?
Một buổi trưa đó có một cái vị sơn thần, biết cái vị biết sơn thần không? Sơn thần là ông thần trong núi. Có một vị sơn thần, ông nhìn thấy một cái cô gái giữa một cái khu rừng vắng, cổ lột vỏ simi để cổ trầm mình trong nước cổ tắm. Thì cái ông sơn thần cũng nhìn cổ mà cũng nghĩ không có biết mấy cái thằng đực nó nhìn cái này nó thích cái gì, cũng không có tưởng tượng được. Thì ông nói chắc là mình phải nhìn kỹ mình mới thích. Thì ông mới mon men lại gần á, thì mà ông sợ cổ phát hiện ra, nên ông mới hóa hiện ra thành một cái con chim 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 chim, chim, chim heo đó, trong rừng tối thui rồi. Ông mới mo quá thành thành con chim heo. Chim heo là loại chim ăn chuột á. Để mà ông lại gần cổ đến coi cổ tắm để ông tìm hiểu tại sao đàn ông mới thích đàn bà. À. Thì khi mà ông quá thân thành cái chim mục đó thì sao? Cái ông bận tâm không phải là cái cô gái nữa mà là mấy con chuột nó đang chạy ở trong bụi á. Đấy. Ông thấy không được rồi, ông thấy không được. Mình muốn thích phụ nữ mà mình làm mang cái thân của con chim ục mới được. Ông mới rùng mình, ông nghĩ rằng phụ nữ thì họ thích là hoa lá cành, là ông là bướm, thôi thì mình hóa thành con ong con bướm đi. Mà nó khổ một chỗ, khi mà hóa thành con bướm thì cái ông bận tâm không phải là mấy con chuột như hồi nãy nữa, mà cũng không phải là cái cô gái đang trầm mình trước mặt nữa, mà là những cái bông hoa. À, nó khổ như vậy. Chẳng có suy nghĩ nó, bây giờ trên đời này ai là người mà có thể enjoy, có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp của phụ nữ đây. Tôi nghĩ tới cái luôn, bây giờ chỉ cái nước mình làm nổi thành cái thằng thanh niên thôi. Thì đúng, đúng. Khi mà ông rùng mình nó biến thành một chàng thanh niên thì lúc đó ông mới có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp hoàn mỹ trên cái người nữ mà đang tắm ở dưới suối. Đây. Cái câu chuyện này nó sâu vô cùng, nó sâu ở chỗ nào? Có nghĩa là trong cái hình hài của con chim ục thì người ta chỉ có thích chuột thôi. Trong cái hình hài của con ong, con bướm, người ta chỉ thích bông hoa thôi. Phải trong cái hình hài một con người đó thì người ta mới thích được, thích được nhau. À, chàng mới tìm đến nàng mà nàng mới tìm đến chàng được. Cái câu chuyện nó sâu ở chỗ đó, có nghĩa là do cái nghiệp mình tạo ra cái nghiệp gì, thiện hay là ác, cái nghiệp đó nó đẩy mình vào những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái môi trường, những cái bối cảnh sống đặc biệt nào đó. Và cũng chính vì cái nghiệp nó đẩy mình vô đó cho nên mình phải thích nó, phải thích. Chẳng hạn như bây giờ mà mình là người Ý thì mình ăn uống, ăn pizza, ăn spaghetti, rồi mình chèo cái chiếc gondolo ở trong Venice, mình thấy chuyện đó rất là bình thường trong thành phố nổi đó. Nhưng mà nếu mình là người Việt Nam, mình phải ăn củ co, củ súng, ăn mắm sống, rồi mình ăn chao, rồi mình ăn uống theo kiểu Việt Nam, rồi mình chèo xuồng giữa một cái cánh đồng chim ở miền Tây Nam Bộ, mình thấy nó mới đã nha. Chỉ còn cái chèo cái chiếc gondola, chèo cái chiếc kayak của Âu Mỹ nó không có sướng nha. Cho nên á là phải nói là nói do cái gì cũng đổ do nghiệp thì không nên, nhớ nha, cái gì cũng đổ do nghiệp thì không có nên. Nhưng mà ở đây tôi đang nói cái quan hệ giữa cái khuynh hướng tâm lý của mình cộng với cái tiền nghiệp, cái túc duyên quá khứ nha. Thì nó nhiều lắm chứ không phải chỉ có một cái nghiệp không đâu, nhưng mà cũng điều chúng ta phải nhớ rằng sở dĩ chúng ta thấy cái này ngọt cái kia nó đắng là bởi vì sao? Là vì bên cạnh cái khuynh hướng tâm lý bản thân nó còn là sự tác động của tiền nghiệp quá khứ và cái điều kiện sống chung quanh. À, những cái đứa trẻ, những cái mà, như thời chiến đó, thời mà trước 75, có những chuyên gia nước ngoài như là Trung Quốc và Nga, họ qua miền Bắc đó, họ làm việc lâu ngày thì họ cũng có cách sinh hoạt như người Bắc. Đông Nam có những cái sĩ quan quân đội người Úc, người Đại Hàn, người Mỹ, người Thái Lan, người Canada. À, họ qua bên vô trong miền Nam mình làm việc lâu ngày đó, họ cũng ăn uống sinh hoạt giống như người Việt Nam vậy đó. Rồi tới lúc mà sang biến cố 75, người Việt Nam mình đi xa xứ, mình mới da vàng mũi tẹt, mình từ ở trong nước của mình đi ra nước ngoài thì mình cũng từ từ mình giống ngược trở lại mấy người ngoài này. Đấy là sao? Là vì cái môi trường, bối cảnh, cái hoàn cảnh, cái điều kiện sống nó khiến cho người ta phải như vậy đó. Phải như vậy đó. Cho nên bây giờ tôi chán rồi, bây giờ tôi mệt rồi, tôi không muốn nói nữa thì tôi ngừng cái này nha. Sáng nay tôi có việc một chút, bây giờ tôi xin ngày sáng mai mới gặp quý vị. Và tôi nghi rằng không biết cái này phải là cái nghiệp không nữa. Tự nhiên nó muốn nghỉ ở đây. Ok, ngày mai gặp. Vì ăn ít ít, ngày mai còn cái ăn chứ dọn sạch sẽ. Tôi không còn cái gì để dạy dọn mà quý vị cũng ngán. Ok, gặp nhau ngày mai. Bye bye.
chánh đạo vân vân, nó nhiều cách nói. Trong đó nó không có cách nói tu là mình nhớ biết sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu ái. Ngày qua tôi nhớ tôi chưa có nói qua những cái vấn đề đó. Mình tu sáu xúc có nghĩa là mình hạn chế những cái xúc không cần thiết. Tu với sáu xúc, tu qua sáu xúc là hạn chế những thứ va chạm không cần thiết. Đó. Rồi tu qua sáu thọ cũng vậy, qua sáu tưởng cũng vậy. Là sao? Lời trước mình chưa có biết Phật pháp á, thì mình buông trôi thả nổi ha, mắt mình nó muốn nhìn gì cũng nhìn, chỗ nào mình muốn tới thì mình tới, mình muốn ăn cái gì mình ăn, ai mình muốn gặp thì mình gặp, mình muốn nói gì mình nói, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ. Nói chung là sáu xúc của mình lúc đó là nó tung hoành ngang dọc, không có một cái sự kềm chế nào hết, không có một cái giới hạn, không có một sự chừng mực nào hết. Nhưng mà khi mình tu rồi quý vị thấy rõ ràng á, ví dụ như là trước mình thích đi câu cá, là bây giờ mình không có tiếp xúc với cái chuyện mà không có dòm ngó tới từng câu nữa, chỗ nào có cá nhiều có ít mình cũng không để ý nữa, rồi kể cả những người bạn câu trước đây mình cũng không có muốn gặp gỡ hoặc là tiếp xúc với họ mà nói về chuyện câu cá nữa, chỉ riêng chuyện câu cá thôi. Rồi bài bạc, rồi ăn nhậu, rồi đàn đính tụ tập vân vân, thì nói chung là tất cả những cái gì nó liên quan đến cái chuyện câu cá đó là coi như là mình dẹp vân vân. Chỉ xúc đây mình hiểu về cái nghĩa, mình nghĩa đời là tiếp xúc, còn chỉ xúc mà nói thì nghĩa rốt ráo, tức là không để cho sáu cái căn của mình đó, nó va chạm với những cần nghĩ, với những cái trần cảnh mà không cần thiết là như vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng, ví dụ như mình thở với bác quan, hôm qua tôi có nói thở với bác quan có nghĩa là mình hạn chế rất là nhiều những hoạt động không cần thiết của sáu căn. Thí dụ như mình thấy sau 12 giờ trưa đó, là coi như tất cả cái gì mà nó thuộc về ăn uống là coi như mình phải ghi nhớ hả? Để mà mình né tránh. Chỉ riêng cái giới thứ sáu thôi đó, là mình thấy là sau 12 giờ là coi như là mình không có dây dưa tới những cái gì ăn uống. Và trọn cái ngày mà mình bắt quan cao đó là coi như là mình không có âm nhạc, không có ca vũ nhạc kịch, thì cái đó không phải tu xúc với tôi còn tu gì nữa. Đấy. Còn tu thọ là tu làm sao? Tu thọ tức là trước đây mình có những cái buồn vui mà nó hoàn toàn là vô ích, vô nghĩa, vô bổ đối với cái đời sống tâm linh. Ví dụ như trước đây mình mê nhạc, mình mê tranh ảnh, hội họa, mê nhiếp ảnh, mê kiến trúc, mê ăn uống, mê trang điểm, mê trang hoàng nội thất, vân vân và vân vân, cờ tướng rồi võ thuật, yoga, rồi bonsai, cây cảnh, giả ngoại, rồi du lịch, cắm trại, rồi vân vân và vân vân. Niềm vui mình nó đến từ rất là nhiều nguồn. Nhưng mà khi mình biết Phật pháp rồi đó thì có những cái niềm vui mà mình phải bỏ đi, bởi vì thế mà mình còn tiếp tục chìm sâu trong nó thì mình không có khá về mặt tinh thần mà tâm linh được. Đấy. Tu xúc là để không để sáu căn nó tiếp xúc với những trần cảnh, nó không có để cho nó hoạt động, không để cho nó làm việc một cách không có cần thiết. Cần thiết ở đây cũng nghĩa là không có lợi cho tâm linh. Còn đối với sáu thọ cũng vậy, có nghĩa là những cái buồn vui trước đây bây giờ mình phải xét lại hết, xét lại hết. Thì như trước đây là cái chuyện mà mình khơi khơi mình không biết Phật pháp, mà khơi khơi mà mình phải chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, chịu mệt mỏi, đổ mồ hôi đó, là mình ngu cái gì mình đúc đội cho đó. Trước đây mình không biết Phật pháp thì những cảm xúc đó là mình né thôi, mình né. Nhưng mà bây giờ biết đạo rồi, nhiều khi cái lạnh cái nóng nó là cái điều cần thiết. Không biết các vị có nghe nó không? Khi mình biết đạo rồi đó, nhiều khi cái lạnh cái nóng cái đói cái đau thống nhất đó là điều cần thiết. Ai đi tu thiền thì biết, vô ở trong cái chuyện điện ngồi với người ta, mình đau mình biết, mình biết chứ, mình phải đánh đúc cái đầu vô để mình ngồi cho nó đau. Rồi đã đi tu thiền là có những cái chuyện đói, chuyện khác là cái chuyện là chuyện cầm chắc rồi đó. Bởi vì vô thiền viện nó là đâu phải lúc nào thức ăn cũng nghĩ mình đâu, lúc nó ít hơn là cái nhu cầu của mình, có lúc là nó không có giống như là mình mong đợi. Thí dụ như vậy, hoặc mình là một tu sĩ, một tăng ni ở trong chùa, trong tự viện, thì mình thấy rằng những cái đói khát nóng lạnh là những cái mà nó rất là cần thiết. Tại vì người ta nói đời tu mà không có đói khát nóng lạnh thì đâu phải đời tu nữa. Cái màn đắp không như là cái màn ngày xưa mình đắp, nó vừa hôi mà nó vừa thiếu ấm mà nó vừa xót,
mà khi gặp mình gấp nữa mình cứu, ví dụ như vậy vẫn phải chấp nhận. Nói như vậy có nghĩa tu qua sáu thọ có nghĩa là có nhiều khi có những cái thọ mà trước đây mình né tránh, bây giờ mình phải chấp nhận nó. Và có những cái niềm vui trước đây mình thấy ok, nhưng bây giờ mình thấy nó bậy bạ mình bỏ. Có nghĩa là đối với những gì mình thích, những cái gì mà làm cho mình vui, những gì làm cho mình sợ, mình buồn, mình chán, mình ngán, mình gớm, thì tất cả những cái đó bây giờ mình phải tính lại hết. Cái thọ đâu nghĩa là vậy đó. Tất cả những gì làm cho mình vui, những gì làm cho mình buồn, những gì làm cho mình cảm thấy thoải mái, phải xét lại, vì trong đó có những cái thật sự phải bỏ đi, nhưng có những cái mình phải đứng lại, phải đối diện, phải chấp nhận đó. Đó là tu qua sáu thọ. Còn tu qua sáu tưởng là sao? Ai học A Di Đà thì biết rồi, toàn bộ cái đời sống thường nhật của chúng ta là chìm sâu và gắm chặt ở trong sáu tưởng. Đấy, nãy tôi có nói mình thích họ nhiếp ảnh nè, hội họa nè, cây cảnh nè, võ thuật nè, du lịch nè, giao tiếp nè, chữ nghĩa, văn chương, âm nhạc, triết học, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là thế giới của tưởng hết, thế giới của tưởng hết. Tôi có nói rồi, ở đời mình sống ở đời phải nhờ bằng cái biết là cái nhận thức ấy, thì nó có ba cái biết. Cái biết của thức ấy, là cái biết của sáu giác quan. Biết của sáu thức ấy, biết của thức là cái biết của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Còn cái biết của tưởng là cái biết bằng cái biết của tâm sở tưởng, cái biết bằng kinh nghiệm, bằng cái sự, bằng cái hồi ức. Nói nôm na thì dễ hiểu vậy đi. Rồi bằng cái biết, rồi cái biết của trí là cái nhận thức, cái bản chất rốt ráo của các pháp thông qua hai cái phạm trù nhân quả và tâm tướng. Thì cái biết thứ ba này mới được gọi là cái biết của trí. Còn toàn bộ những cái biết còn lại đều là cái biết của thức và của tưởng. Mà cái biết của thức thì nó rất là đơn thuần. Thí dụ như cái biết của mắt của ta nó chỉ là sự chụp hình thôi. Còn cái đánh giá, cái nhận xét, cái sự quy kết giá trị, nó toàn là nằm ở trong phần tưởng. Mình tu về sáu tưởng có nghĩa rằng là mình nhìn về thế giới này thôi. Mình hạn chế những cái ảo giác, những cái ảo vọng, những cái giả tưởng về nó. Đấy, ví dụ như trước đây mình thấy cái đó nó đẹp. Đấy, mình đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức cho nó, nhưng bây giờ mình thấy nó cần thiết nữa, bỏ. Đó cũng là tu sáu tưởng. Trước đây mình thấy cái đó nó là cần thiết, nhưng bây giờ mình phải xét lại. Phải xét lại những cái cảm nhận, những cái hồi ức, những kinh nghiệm của mình về cuộc đời. Phải xét lại rất là nhiều thứ. Tôi nói rồi, ngày trước mình chưa biết đạo ấy, mình chưa biết đạo ấy, thì mình có rất là nhiều thứ đam mê. Những kiến thức của mình về khoa học, về nghệ thuật, về tôn giáo, về xã hội, về triết lý, vân vân, những cái đó là toàn là những cái phải nói, nếu mà nói rốt ráo thì nó là những ảo tưởng thôi. Bởi vì các vị thấy mà, ngay cả những cái công thức khoa học mình cho nó là bất di bất dịch, nó là những hằng số bất di bất dịch, nhưng mà thực ra đó, những công thức đó ở một cái thời điểm nào đó có thể nó không còn giá trị, nó không như còn như mình nghĩ nữa. Các vị thấy không, những ngày xưa cái thời đầu của cái nền công nghệ hàng không đó, thì người ta một cái chiếc máy bay người ta dùng đến, người ta phải sử dụng đến cánh quạt càng lớn càng tốt. Theo tôi được biết thì những cái chiếc máy bay buổi đầu là cái, để khởi động chiếc máy bay đó là phải có ít nhất là hai người, họ phải khởi động cái cánh của nó trước, và tiếp xúc cho nó bằng cái cách là họ chạy vòng quanh chiếc máy bay, chạy vòng quanh để mà khởi động giúp nó cái phần hai cái cánh. Mà dần dần về sau cái cánh càng lúc nó càng nhỏ dần, và người ta vẫn còn phải bị kẹt ở trong cái hình thức của chiếc máy bay là cái nó phải thành thon, mũi phải nhọn để nó lao về phía trước. Nhưng mà dần dần người ta mới thấy là rằng những cái khái niệm đó nó phải thay đổi, chẳng hạn như hình dẹt, hình đĩa, nó lại là một cái mẫu hình lý tưởng để đạt đến một vận tốc phải nói là không tưởng. Thì ở những vận tốc như là những cái UFO, những cái đĩa bay thì nó không còn cái hình thức nhẹ thon, hình thương, hình thon và mũi nhọn như xưa giờ mình nghĩ nữa, mà những cái vật thể mà bay không xác định ấy, thì ta thấy rằng nó là hình dẹt, nó là hình đĩa, mà nó vẫn đạt đến một vận tốc kinh hồn. Nếu bạn nói như vậy có nghĩa là những khái niệm của mình về vật lý, về động học tôi vừa phải xét lại. Hoặc là trước giờ có những cái khái niệm về thẩm mỹ ấy, không như mình nghĩ. Hồi xưa chẳng hạn như bên Tàu ấy, đời nhà Đường ấy, người ta quan niệm ấy, người đàn bà phải đẩy đà phớt phát, mập mạp thì mới hấp dẫn, mới gợi cảm. Mà qua đến đời Tống ấy, thì cũng người Tàu, cách đó thời gian đâu bao lâu, chỉ thay đổi triều đại thôi. Nhưng mà qua những cái quy chế, những cái mặc định về văn hóa xã hội, thì lúc bây giờ cái thẩm mỹ của người ta nó thay đổi đi. Người ta thấy là cái đẩy đà phớt phát nó là một cái sự nặng nề, nó là một cái sự thô kệch.
và thay vào đó là người đời tống ấy, họ lại yêu những cái gì mà nó thướt tha, nó mong manh, thậm chí nó ủy mị, nó yếu ớt. Cho nên mình thấy những cái đó nó trong qua cái tranh ảnh của đường tống, mình thấy như quý phu được gọi là người đẹp là bởi vì nàng rất là đẩy đà, rất là pháp pháp. Nhưng mà sang cái đời nhà Tống thì cái nét đẹp của người phụ nữ Trung Quốc được thể hiện qua những cái nhân dáng rất là mong manh, rất là yếu đuối, rất là lả lướt, rất là mỏng manh. Thì nói về cái nghĩa là những khái niệm của mình về về khoa học hay là về tâm lý, nó tùy thời đại mình có những cái thay đổi. Bởi vì nó là tưởng mà, nó là vọng tưởng mà, nó là ảo giác. Nên tu về sáu tưởng này có nghĩa rằng là luôn luôn ý thức rằng toàn bộ những giá trị được lưu hành trân trọng trong nhân gian đều là những gì đó, nó là những cái ước lệ mà cái giá trị của nó rớt đổi tương đối. Phải nhớ cái đó, và từ đó thì chúng ta đi xa hơn. Ngày trước chúng ta chỉ chìm đắm trong những giá trị do tham, do sân, do si của chúng sinh nó tạo ra, thí dụ như những cái giá trị về hội họa, về kiến trúc. Nhưng bây giờ khi mình tu tập Phật theo Phật dạy rồi đó, thường hướng đến những cái tưởng cao hơn. Thí dụ như bây giờ mình tập nhìn vào cái dơ của thân thể, nhìn vào cái phù du của thân xác, qua những hình ảnh về bụi xương, niệm chết, vân vân, ngay cả niệm Phật cũng là tưởng nha, cũng là tưởng, bởi vì nó không phải là cái, nó không phải là cái thực thể rốt ráo của các pháp. Cái ân đức của Đức Phật ấy, buổi đầu khi mình niệm tưởng vẫn là qua những cái gì mình được nghe, được biết từ tăng ni, từ bạn đạo hay là từ kinh sách thôi. Tất cả những cái đó đều là tưởng hết. Nhưng lúc này cái tưởng được nâng cấp, nâng cấp được có nghĩa là mình không chìm đắm vào những cái mặc định, những cái ước lệ của nhân gian nữa, mà lúc bây giờ mình hướng đến những cái tưởng nào mà nó làm cho thăng hoa cái đời sống tâm linh tinh thần của mình. Đó là tu về sáu tưởng rồi đấy, tức là vẫn tiếp tục sống trên những cái vỏ ngoài của vạn hữu, nhưng mà cái vỏ ngoài này lúc bây giờ nó được nhìn ngắm từ ở những góc độ, những chiều kích khác, từ những cái chiều cao khác, từ những cái nội dung, những ý tưởng khác. Đấy là tu tập qua sáu tưởng. Tôi e rằng tôi nói cái này nó rất là khô khan cho một số người, nhưng mà nghe vài lần mình ngồi nghĩ ngẫm ngẫm rồi sẽ thấm. Thì cái bài kinh này nè, nhìn thoáng qua đó là mình thấy nó rất là nặng, rất là thô. Những nội cái nội dung kinh là nói về cái đề tài, mình thấy cái tựa đề là kinh tranh luận, mình thấy nó có thể nó ầm ĩ, nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó trộn rộn đó. Nhưng mà thật ra đọc kỹ rồi đó, nội dung bài kinh này là cái Phật này nó bị cái giáo lý duyên khởi. Người nói là ở đời này những thứ mọi thứ không phải tự nhiên, mà tự nhiên là có. Thứ hai nữa, các pháp nó luôn luôn có những cái tác động qua lại với nhau, những tác động qua lại. Thí dụ như không phải khơi khơi mà chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau, không phải khơi khơi mà chúng ta có những cái buồn vui thiện ác, mà tất cả những cái đó nó đều có những quan hệ chặt chẽ với vô vàn những điều kiện, những cái tác động chung quanh. Và nói như vậy có nghĩa rằng thì là ở trong đời sống này của mình ý, không có cái gì tự nhiên mà có, và cũng không có cái gì bản thân nó không để lại một tác động nhất định lên cái khác. Cái nhận thức này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, nhận thức này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, không có gì tự nhiên mà có. Và thứ hai, không có gì trên đời này mà nó yếu đến mức, nó nhỏ, nó yếu đến mức không để lại một tác động lên một thứ khác. Ví dụ như một sợi tóc, một hạt bụi, đấy, một chiếc lá me, thường như nó lá mà cái đứa mà phải lá chuối, lá bàn thì nó mới đủ lớn đủ to để làm nên một cái gì đó, để làm một dấu ấn, một cái dấu vết gì đó trong cuộc đời. Mà thật ra nói như vậy là không đúng, bởi vì một cái lá me đó, ở một hoàn cảnh đặc biệt là nó có thể gợi nhớ cho chúng ta cả một cái thời sinh viên, con đường di tân cái dài bóng mát, đường đường không khí bao giờ cho thấy cái lá me, con đường có lá me bay. Rồi một sợi tóc, cái một hoàn cảnh đặc biệt rồi đó, nó gợi nhớ cho chúng ta cả một cái phương trời của ký ức. Một hạt bụi nhỏ như vậy đó, nó có thể bay trong gió, nhưng mà nó có thể làm cho mình bị tai nạn trên đường. Nếu mình đang chạy xe hai bánh, bụi nó vô mắt mà không nhầm lúc an toàn đó, thì nó vẫn có thể gây ra tai nạn, chỉ một chút bụi trong mắt thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là không có gì trên đời này tự nhiên mà có, và cũng không có gì trên đời này nhỏ, nhẹ, mỏng đến mức không để lại một cái tác động nhất định lên một thứ khác, dù đó là một sợi tóc hồng lá me. Nói như vậy có nghĩa là mình phải cẩn trọng với từng cái suy nghĩ của mình, cẩn trọng với từng biểu lộ, những bày tỏ lớn nhỏ của mình nha.
tu tập và tu tập chỗ đó, hãy luôn luôn nhớ rằng bất cứ một cái gì nhỏ xíu trên đời này nó vẫn có thể là cái căn cớ nguồn cội để khởi đầu cho một cái sự cố sự kiện nào đó rất đổi quan trọng. Sáng hôm nay hai người tôi gặp ông A mà tôi lại gặp bà B. Chính sự gặp gỡ đó bản thân tôi cũng không ngờ nó lại mở đầu cho một cái vận mệnh của đời tôi. Tôi ví dụ như vậy, nó làm xáo trộn những cái nhận thức của tôi về đời sống, mà nó bắt, mà cái chuyện xáo trộn đó nó bắt đầu từ những cái cảm xúc, từ những cái nhận thức rất là nhỏ mà bản thân tôi không có nhận ra. Cho nên cái nhận thức là giống như chuyện khởi, nó quan trọng ở chỗ đó đó. Có nghĩa là tôi chỉ là một cuộc gặp gỡ với ai đó thôi, nó đủ để làm thay đổi cuộc đời của mình. Một trang sách, một tờ báo, một mẫu tin nhắn trên internet, thì tất cả những thứ đó hoàn toàn có thể để lại một dấu ấn cực kỳ quan trọng cho cuộc đời của mình. Cho nên giáo lý duyên khởi, tinh thần giáo lý duyên khởi là gì? Là cho chúng ta một cái bài học rất lớn rằng mọi thứ không phải tự nhiên mà có, và từ đó chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Tôi có một câu rất là hay: hãy cảnh tổng với từng tư tưởng, từng suy nghĩ. Là vì sao? Vì một tư tưởng được lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành ra một nhận thức. Nhận thức sẽ dẫn đến hành động, và giờ hành động sẽ dẫn đến cái định phần, cái vận mệnh cho cuộc đời của chúng ta. Đây là một cái câu cần chú mà tôi nghĩ rằng tất cả Phật tử phải nhớ. Tôi nhắc lại, đừng coi nhẹ những dòng tư tưởng chỉ thoáng qua trong đầu của mình, vì một cũng dòng tư tưởng như vậy đó, nó được lặp đi lặp lại chừng 5-3 lần, nó sẽ trở thành ra là một cái nhận thức, nó là của riêng, nó thành ra là vốn liếng của mình nha. Và khi nó đã thành, khi mình nhận thức nó đã thành vốn liếng, thành của riêng, thì nó sẽ trở thành một phần nhân cách của mình, nó trở thành ra một phần cái tâm linh tinh thần của mình, và từ đó nó hình thành ra những hành động. Chúng ta hành động là luôn dựa trên những nhận thức mà, cho nên những suy nghĩ thoáng qua nó đi tự đi lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành ra một nhận thức. Nhận thức sẽ dẫn đến hành động, và hành động nó sẽ dẫn đến số phận. Nói đến đó rồi mà quý vị còn bắt qua nói thêm nó thì đi chết đi nha. Cho nên cái giáo lý duyên khởi nó quan trọng, là hoạt động như vậy đó. Bài kinh này là kinh Đại Lượng, mình nói là giáo lý duyên khởi. Thì ở đây đó, cái này nói rằng thứ nhất, vì đâu những đấu tranh mà có đó, nó là do ái và ích kỷ. Ái là gì? Ái là gom vô ích kỷ, là không muốn cho ra. Thứ hai, do đâu mà có ái? Từ ý muốn này, từ cái ý muốn mà có. Từ ước muốn thì có từ những sai biệt trong trần cảnh. Những sai biệt đó có từ xúc. Ngày hôm qua tôi có nói là những cái sai biệt trong trần cảnh nó có từ đâu? Ở trong chú giải mới nói rằng đó là do cái bản tính, cái bản chất vô thường của các pháp, lúc về lúc khác. Đối với bậc hiền trí ấy, thì cái lúc về lúc khác, cái sự đa dạng của các pháp ấy, nó làm cho ta ngày ngày chán. Còn mình ấy, thì cái lúc về lúc khác nó làm cho mình thấy thích. Tôi nhắc lại, thì Duy Anh Trang Nét có cho chúng ta một bài học rất là hay về cái kinh nghiệm quán khổ. Quán khổ là sao? Mà không có chế, bà không có sáng tác ra một cái giáo lý gì hết, mà bà chỉ mô tả sinh động những gì được nói đến một cách khô khan và vắn tắt ngắn gọn ở trong kinh điển mà thôi. Bà nói hãy ngồi xuống để thấy rằng toàn bộ đời sống nó là một dòng chảy của những người có niềm đau. Là sao? Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thực ra nó là những giải pháp cho đau khổ mà thôi. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thật ra nó là những giải pháp. Tôi ví dụ như mình ngồi lâu quá mình thấy đau, thấy nhức, thấy mỏi, thấy mệt, lúc đó mình sẽ thay đổi, mình trải cái thế ngồi, đổi thế ngồi, hoặc là mình đứng dậy mình đi, hoặc là mình đi vào giường mình nằm. Thì khi mình bắt đầu đi, khi mà mình bắt đầu nằm ấy, thì mình cảm thấy thoải mái, rồi mình gọi cho cái sự thoải mái đó là hạnh phúc, là an lạc, là sự dễ chịu, là khoái lạc, là khoái cảm, vân vân. Và có một điều nếu mình nhìn sâu, nhìn sát vào, mình sẽ thấy rằng cái hạnh phúc đó, cái sự an lạc, sự dễ chịu đó thực ra nó đến từ đâu? Nó đến từ nền tảng của cái đau nhất hồi nãy. Khi cái đau nhất đó nó được giải tỏa, nó được biến thể, khi nó được giải quyết thì lập tức mình gọi tên cho cái sự biến thể, cái sự giải tỏa đó là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Cái điểm là điểm rất là đặc biệt, điểm rất là đặc biệt. Cho nên là cái sự sai biệt của trần cảnh nó làm cho cái sự sau đi, cứ làm cho mình cảm thấy đời sống mình nó trở nên là phong phú và đa dạng, và mình yêu mê cái đa dạng phong phú đó. Mà bằng cái gì? Bằng cái sự làm việc, bằng cái sự hoạt động của sáng suốt.
Có nghĩa là lúc về lúc khác, ví dụ như hồi nãy tôi có nói đó, là mình đau nhất mình đổi thế, mình trở bao nhiêu nha, thì cũng vậy. Chính vì sáu căn nó làm việc, mình làm mình sáu căn làm việc, khi cái này nó làm việc mà ở mức độ, ở với một cái cường điệu cao quá, mệt mỏi quá, thì mình thay đổi qua bằng mỗi căn khác. Mình ngồi nhức mỏi quá mình thức dậy mình uống nước, mình ngồi mình trở về mình đứng dậy mình uống nước, mình nếu bước ra ngoài sân mà thèm á, mình hít thở một chút nha, rồi một chút gió sớm, một chút vườn hoa lài hoa bưởi ở ngoài sân, một chút gió đêm, một chút sương khuya, một chút nắng sớm, nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Và tất thảy những cái sự mà thay đổi đó đó, lẽ ra trong mắt một bậc thánh nó là sự vô thường, nhưng mà trong cái suy nghĩ, trong cái nhận thức của phàm phu thì tất cả những sự thay đổi đó nó làm cho mình thấy đời sống nó đa dạng hơn, nó đáng yêu hơn. Và cái gì mà nó giúp cho mình nhận ra sự đa dạng đó chính là sản xuất. Là tiếp theo sản xuất nó có từ đâu? Sản xuất nó có từ đâu? Ngài nói rằng do danh sắc. Do danh sắc, cái này ai có học A Di Đà thì biết, danh sắc tức là sự có mặt của năm quẩn ấy. Do mình có năm quẩn thì cái quẩn mình càng nhiều ấy, thì mình mới có đủ sáu xúc. Tôi ví dụ như cõi vô sắc ấy, thì chỉ có bốn danh quẩn. Cõi vô tưởng ấy, chỉ có một sắc quẩn. Rồi chỉ có cõi ngũ quẩn mới có đủ sáu căn, sáu thức, sáu xúc, sáu ái, sáu tưởng. Đã cho nên là chỉ có, quý vị thấy không, cõi vô sắc thì chỉ có một danh quẩn thôi, cho nên nó không có thấy được cái sự phong phú, sự đa dạng của các tầng. Ở cõi vô tưởng thì chỉ có một sắc quẩn, cho nên vấn đề tâm thức là coi như không có rồi, nó là chỉ những pho tượng thôi. Nhưng mà riêng cái cõi ngũ quẩn thì mới có đủ sáu căn, sáu thức, sáu xúc, sáu ái và sáu tưởng. Và từ cái chỗ mà nó có đủ năm quẩn thì nó mới có đủ danh sắc, và chính có đủ danh sắc nó mới có đủ sáu xúc. Cho nên người ta hiểu cái đó. Rồi trong đây có một cái câu nữa đó, là vì đâu, trong cái bài kệ, cái đoạn kệ này, vì đâu mà chúng sinh, vì đâu mà chúng sinh có những ý niệm tôi của tôi, chính do chính do cái ước muốn, chính do cái ước muốn mà nó có, chính do có cái ước muốn, chính do có cái ước muốn. Chữ ước muốn ở đây nó từ cái tiếng Pali là Ichha, chính do cái ước muốn mà có, chính do cái ước muốn mà có. Có cái ý niệm tôi và của tôi, ý niệm tôi và của tôi. Các vị mình tinh lý một chút các vị sẽ thấy là cái bài kinh này mang cái tựa đề rất là thô, đó là kinh tranh luận. Nhưng mà thật ra nó, nếu mà gom gọn cái nội dung kinh này lại đó, thì có lẽ cái tựa mà mình phải sửa là một chút, mà dĩ nhiên mình nói với nhau cho vui thôi. Tức là tất cả những cái rối lắm trong cuộc đời này nè, được hình thành như thế nào, thì những cái rối lắm đó, đó nếu mà mình nói cho A Di Đà đó, thì nó bằng gọi tên, nó được gọi tên bằng một cái chữ rất là chuyên môn, đó là khổ. Tất cả những rối rắm đó, tức là những nỗi khổ trần ngang đó, nó có từ đâu?
Cho nên nói rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà nói gọn lại nó là nó từ tập đế mà ra. Nói gọn nội dung kinh này xác định nhé, khổ đế do tập đế mà ra theo cái gì? Theo nguyên tắc của lý duyên khởi hành, tức là nguyên cái nội về kinh này, cả về kinh này, trọn về kinh này, chỉ nói đến là một nội dung là thôi, tức là nội dung kinh này xác định khổ đế do tập đế mà ra theo nguyên tắc của lý duyên khởi. Cái này có thì mới có cái kia, đó là nguyên tắc của lý duyên khởi nha. Cái này có thì mới có cái kia, đây là nguyên tắc rất là nổi tiếng đạo Phật. Cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Quý vị tìm những cái câu Pali này đi. Ý đăng sát tí, cái này tìm những cái câu Pali này đi, tìm được cái đó đi. Ý mas minh ấp ba đề ai quẩn mà tìm được cái câu đó dùm đi, tìm được cái câu mà ý đăng sập tí, ý đăng sập tí. Ý mắt mình sập tí, ý đăng hồ tí. Ý mắt mình sập tí thì ý đăng hồ tí. Cái này có thì cái kia có. Được, ý mắt mình á sập tí. Có cái thực tế là mong viết câu này. Câu này rất là nổi tiếng. Đọc cái câu này nó hay tương đương như là mình đọc cái bài Nam Mô Tát Xá vậy đó. Nó quan trọng như vậy. Cái câu này nếu mà tôi có học trò, có đệ tử, có con rô, tôi vẫn bắt đầu tôi đọc câu này mỗi sáng thức dậy. Thay vì nó đọc về Nam Mô Tát Xá hoặc là nó đọc về Bút Tăng Sa La Nang thì nó vẫn có thể đọc cái câu này. Imasting sa tí, y đăng hồ tí. Cái này có thì cái kia có. Imasting a sa tí thì y đăng nó hồ tí. Cái này không thì cái kia không. Đây là một bài kể rất là nổi tiếng của đạo Phật. Cái câu này quý vị phải học một lần. Tôi nghĩ là phải học một lần. Chứ còn mà Imasutana dạ rồi, cảm ơn chị Nhân, rất là giỏi nha. Cái này có thì cái kia có. Cái này xong thì cái kia xong, mà cái này không thì cái kia không, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Nhưng mà cái câu này chị Nhân cho đủ nha. Cái câu này là câu bằng tiếng Sanskrit chứ không phải là tiếng Pali nha. Kiếm những cái câu Pali, cái này là bằng tiếng Sanskrit chứ không phải là tiếng Pali nha. Sanskrit. Kiếm cái câu bằng tiếng Pali đấy. Câu bằng tiếng Pali đấy. Imasutta đang tập trạch tí. Ra được rồi. Cái phần nó quý vị hiểu ẩn, quý vị làm dùm, bây giờ tụi mình đi ra rồi giảng tiếp cái đầu kênh này. Tức là cái vị hóa Phật hỏi đó là từ đâu mà có xúc, thì tôi mới nói rằng đó là do duyên danh là sắc đó. Do đâu có xúc, do danh sắc mà có xúc. Cái phần này hồi nãy tôi có giải thích rồi, tức là do cái ở cõi sắc giới đó, ở cõi ngũ quẩn thì nó có đủ sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, nhưng mà riêng về ảnh cõi mình chỉ có sắc hoặc chỉ có danh thì nó không đủ. Và như vậy thì muốn có đủ sáu xúc thì nó phải có đủ danh và sắc. Còn cái ý niệm cho rằng đây là tôi và của tôi đó thì nó từ đâu mà ra?
nó do cái ước muốn, do cái ý muốn mình á. Cái đó mình khổ là vì đâu? Mình khổ là vì mình cũng bị chìm ở trong cái tôi và cái tôi. Tôi nhắc lại một chuyện rất là quan trọng mà quý vị bắt buộc phải ghi nhớ. Chưa có ai mà nói gì cũng như vậy, chưa có ai mà đi lấy cái dân chúng ta thân phận đều bỏ cái mình mà đi bắt thì chắc phải nhớ. Nhưng mà trong trường hợp mình, tôi nghĩ rằng cái điều này nó không có gì quá đáng hết. Đó là nếu mà quý vị thật sự muốn né cái khổ, tránh được cái khổ, hạn chế những cái nỗi khổ niềm đau, thì chỉ đầu tiên là mình phải dùng cái phương pháp tự kiểm thị thôi. Tự kiểm thị có nghĩa là luôn luôn tâm niệm mình đây là giả, thấy vậy mà không thấy vậy, tưởng của mình mà không phải là của mình. Cái câu thần chú này được đọc đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành ra là máu huyết, là xương rỉ của mình nha. Chứ còn học đạo học cứ cả lớp cái bắt trước người ta nói như vẹt như sáo như két, nhưng mà khi đụng chuyện nó dễ nổi, nó vẫn nổi điên như thường. Không phải là Phật nói sai mà là do là mình không có thực tập nha. Cứ thường xuyên thực tập rằng tại sao tôi khổ, tại sao tôi nổi giận, là bởi vì thật sự đó cái này phải là của tôi. Bởi vì nếu nó là của tôi đó thì tôi không có khổ, tôi không có nổi điên như thế này nha. Cứ nhớ như vậy, cứ nhớ như vậy, cứ nhớ là tôi đâu có muốn là bị người ta nói như vậy ha. Nhưng mà tại sao mà tôi bị, là bởi vì thật ra mọi thứ nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cứ nhớ như vậy, tôi không muốn như vậy mà nó vẫn như vậy, thì nhiều vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Cứ luôn luôn tâm niệm như vậy, chính cái tâm niệm này nè, nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Còn đằng này bình thường không có suy tư như vậy. Ở trong kinh Phật ấy, kêu trong kinh Phật có một cái từ này gọi là gầm thì đấy bắt cách tí bắt cách tí ta, tức là cái thói quen trầm tư. Cái này nó quan trọng lắm. Gầm thì đấy bắt cách tí ta, tức là cái thói quen trầm tư. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để mà trao dồi trí tuệ đó. Cái thói quen trầm tư có nghĩa là cái chuyện gì cũng có thể là một cái đề tài để mà mình suy tưởng về Phật pháp hết. Thì lâu ngày mình có thể nhìn một cái chiếc lá, mình nghĩ là một vô số vấn đề giáo lý. Mình nhìn một cái hòn sỏi, một cái hạt cát, nhìn một cái giọt nước, nhìn cái quạt máy, cái đồng hồ reo, cái cây bút, hay là con dao, cái tô, cái muỗng, cái nĩa, cái chén, cái thùng, cái thao, cái chậu, cái lưu, cái hũ, tất cả những cái món đó, mình nhìn cái gì mình cũng có thể liên tưởng đến một cái vấn đề giáo lý nào đó. Tôi chưa bao giờ mà khờ dại đến mức mà tự nhận rằng mình là người thông minh, chưa bao giờ mà tôi khờ dại đến mức mà tự nhận mình là người uyên bác, tôi chưa bao giờ dại khờ đến mức mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng cái chuyện này tôi dám nhận là bất cứ một cái hình ảnh nào chung quanh tôi, từ một cái nùi dẻ, tấm dẻ lao, cho đến một cái cây bút, một cái cây chổi, cái đồ hốt cá, rồi cái đồng hồ, cái quạt máy, cái bàn, cái ghế, thì tôi xin đoan chắc 1000% rằng là tất cả cái gì tôi nhìn thấy nó đều có thể là đề tài cho một cái bài pháp 2 tiếng đồng hồ thoải mái. Lý do không phải là tôi giỏi, mà tôi có này thì tôi dám nhận là tôi là người có cái khả năng suy tư. Tôi có khả năng suy tư, mà cái suy tư đó không phải là, theo tôi nghĩ nó không phải là sự thông minh, mà nó là một cái sự va chạm. Nó có từ những cái va chạm. Nếu mà nói rằng tôi là người từng trải thì cái chữ cũng chấp nhận. Nhưng mà những cái sốc mà tôi gặp phải trong đời tu của tôi, trong những cái buồn vui của đời sống, tôi chỉ lấy ra 1/4 thôi, mà tôi cho các vị có thể nổi điên như thế này không nha. Thì tôi nói nổi điên, mà tôi không điên á thì có nghĩa là tôi đã khá lắm rồi nha. Thì tất cả những cái đó nó có từ đâu? Nó có từ cái pháp môn mà tôi gọi là tự kiểm thị. Tự tôi phải cứu tôi chứ, chị nào thành thấm cũng hay, nhưng mà trước mắt tự tôi phải cứu tôi bằng những cái bằng cái cách nào đó. Tôi dạy tôi rằng mình phải tự cứu mình nha. Mình phải cứu mình chứ không có thầy bà, không có người thân, không có bè bạn nào cứu mình hết, chỉ có mình cứu mình thôi. Và lâu ngày ấy, thì tôi có thể làm được một việc, đó là tôi có thể nhìn cái gì tôi cũng nghĩ là một vấn đề giáo lý hết, và tôi gọi đó chính là cái thói quen tâm tư. Cái đó nó rất là quan trọng. Tiếp theo, cái câu tiếp theo nó quan trọng này là xúc đó, nó có từ danh sắc ha, nó có từ sự có mặt của danh sắc, từ cái sự có mặt của danh sắc.
đều sẽ có mặt ở danh sách. Và cái câu hỏi tiếp theo là danh sách nó có từ đâu? Cái này nó, tôi trong lớp này tôi thấy cũng có một số người tôi gọi là có huệ căn, có ngộ tánh nha, nhưng mà tôi cũng nghi ngờ về cái khả năng trí nhớ của bà con nha, cho nên cho tôi hỏi một câu thôi. Các vị có còn nhớ cái bài kinh nào đó mà chúng ta đã học trong những ngày đầu của lớp học ấy? Trong bài kinh đó đó, Đức Phật thầy dạy rằng để giải quyết cái khổ có nhiều cách, mà một những cách đó là mình chấm dứt bốn danh quẩn. Khi nào bốn danh quẩn quán vắng mặt ấy thì những cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ không còn nữa. Biết ông Vinh nghe còn nhớ cái bài kinh đó không? Trong bài thứ 5, thứ 7 gì chúng ta đã học trong cái buổi đầu của lớp học ấy. Thì để cho tôi nhắc lại cái bài kinh đó đi. Tức là người nói là có nhiều cách để chấm dứt đau khổ, mà trong nó có một cách. Thí dụ có một chỗ là người nói rằng chấm dứt mì nhão là hết khổ. Rồi có một chỗ thì người nói là không còn tái sanh là hết khổ. Có chỗ người nói là phá nát cái dòng duyên khởi đó là hết khổ. Có chỗ người nói đó là giải quyết dùng bốn danh quẩn, phải danh quẩn nó không có mặt thì không còn khổ nữa. Thì trong bài kinh này ấy, trong bài kinh này thì khi mà ngài nói rằng mọi thứ nó có từ danh sách, nó có từ danh sách mà hãy mà muốn thì khi mà danh sách nó chấm dứt á, thì trong danh sách nó chấm dứt á thì nó sẽ không còn khổ nữa, nó không còn cái vấn đề của xúc của muốn này muốn kia nữa, nói chung là những cái tế toái của cuộc đời nó không còn nữa. Thì cái câu hỏi của Tiểu Hóa Phật đó là biết rồi, ngài nói như vậy không hiểu, tôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để chấm dứt nó đi? Thì ngài mới nói là cái giải pháp tốt nhất là giải quyết triệt để, giải quyết triệt để sự có mặt của tất cả các tưởng. Mà nói theo Abhidhamma ấy, tưởng ấy không bao giờ có mặt một mình, mà các vị có nghe lại chưa? Các vị có nghe lại chưa? Alo, các vị nghe chưa? Dạ rồi, không hiểu vì sao mà tôi té một cái ịch từ trên lầu 18 xuống thẳng tới đất, không thông qua một trạm trung chuyển nào hết. Đấy. Nó rất như thể là bị ai nó xô vậy đó. Đấy, không hiểu vì sao. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng leo phải vô được. Cái này nó thuộc về tai nạn, nó thằng không gì nổi. Ok. Bây giờ cái vấn đề của câu hỏi này đó, cái vấn đề của cái đoạn trệ này đó là làm sao mà để giải quyết được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau. Là vì trong đây các vị có thấy không, trong đây trong cái câu hỏi của cái đoạn mà 873 nó có một câu rất là hay, là làm sao, thay vì người ta hỏi là thay vì hỏi làm sao để hết khổ thì câu hỏi lại là làm sao để hết khổ và lạc. Không biết các vị có thấy cái đó không? Cái câu này nó xuất sắc là trong đó. Cái sâu của câu này nằm như đó. Thay vì cái câu hỏi, cái cách hỏi thông thường, theo cái luận điệu thông thường mà chúng ta có thể hình dung, có thể tưởng tượng được, thì phải hỏi như vậy mới đúng chứ. Mình phải làm sao mà để cho hết khổ,
Còn ở đây là một câu hỏi mà nó nằm ngoài cái dự tưởng của chúng ta, là làm sao mà chấm dứt được cả khổ và vui. Thì bởi vì đó là một người mà hiểu đạo đó, chúng ta biết rằng khổ và vui đó, nó vốn dĩ là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt của một đồng tiền. Cái mà mình gọi, cái mà mình gọi là hạnh phúc đó, nó chỉ là cái giây phút vắng mặt của đau khổ thôi. Khổ nó, cái khổ nó nằm ở chỗ đó đó. Cái mình gọi là hạnh phúc đó, nó chỉ là cái giây phút vắng mặt của đau khổ. Nói một cách khác, hạnh phúc nó chỉ là cái giải pháp cho những đau khổ. Hồi nãy tôi có nói ngồi lâu quá chịu không nổi, mới là thay đổi cái tư thế đi hay là nằm. Thì chính sự thay đổi đó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Thì thật ra cái sự thay đổi đó, nó chỉ là một giải pháp với tự thân nó, không có gì để gọi là hạnh phúc hết. Ở đây ai mà có học về sinh vật, như về sinh vật, chúng ta về sinh vật học đó. Về cơ thể học, về anatomy, về giải phẫu học, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cái gọi là sự sung sướng, sự thoải mái, sự thống khoái của thân thể đó, nó có từ đâu. Các vị là bên kiến thức khoa học chuyên môn của mình đi, vốn dĩ không có những cái mình gọi là khoái cảm, khoái lạc đó. Nếu mình hiểu được cái gốc gác hình thành của nó, mình thấy mình nản lắm. Chứ những cái lưỡi của mình, nguyên cái lưỡi mình từ ở cái cổ họng mà đi ra tới cái chóp lưỡi đó, không phải chỗ nào nó cũng cảm nhận được cái vị đâu quý vị. Không phải là vị giác nó trải đầy cái lưỡi đó đâu. Và các vị làm ơn lên trên internet, bữa hôm có cô Phật tử thì cô chỉ cho tôi coi, tôi giật mình, nó sẽ biết nguyên cái lưỡi này của mình đó. Thì cái đoạn này là nó cảm nhận cái vị đắng này, cái đoạn này nó cảm nhận cái vị ngọt này, dễ sợ chưa. Còn cái chỗ này nè, là sẽ để cái gì vậy, nó cũng tới quấn, nó không có cảm nhận được. Nếu mà mình biết được cái cấu trúc sinh học của cơ thể mình ấy, thì mình mới thấy nản đời lắm, nó nản lắm. Mọi thứ nó không có như mình nghĩ, quý vị, mọi thứ nó không có như mình nghĩ. Nói như vậy thì cái gọi là hạnh phúc hay đau khổ, nó hoàn toàn nó là một thứ ảo giác. Mà đối với một bậc thánh á, hoặc là đối với một cái vị hành giả mà tu đúng, tu nghiêm túc á, thì họ mới có cái cơ hội, họ mới có cái cơ hội để mà họ nhìn ngắm và thấm thiết thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ. Thì ra tụi nó là anh em ruột, hay anh thầy đó là anh em ruột. Anh ruột là cái anh đau khổ và anh hạnh phúc, cái ảnh đó là hai mặt của một đồng tiền. Đấy, nó là hai mặt của một đồng tiền. Cho nên đối với một cái nhìn, đối với một cái người mà có một cái tầm nhìn sâu rộng, sâu và sát một chút, thì hễ muốn giải quyết cái khổ cũng có nghĩa là chúng ta phải giải quyết dứt khoát và triệt để cả cái âm mà lạc. Bởi vì lạc nó được nuôi dưỡng, nó được sản sinh từ cái âm khổ mà ra. Cho nên cái trong cái câu hỏi làm sao để hết khổ, nó hoàn toàn đồng nghĩa với câu làm sao để dẹp luôn cái lạc. Đấy, đó là cái sâu và cái lạ của cái câu kệ này. Thì Đức Phật này dạy rằng để giải quyết tất cả những hiện hữu đó, đắng ngọt, sanh diệt, buồn vui, thiện ác, tất cả những cái hai mặt đó của đời sống, thì chỉ có một cách là giải quyết triệt để cái sự có mặt của bốn nhân quả. Tôi nhắc lại, đối với những người chưa từng học Abhidhamma thì họ rất là sốc, rất là khó chịu khi mà phải nghe đến cái chỗ này của bài kệ nha. Và tôi cũng nói thiệt, tôi cũng bó tay, bởi vì các vị phải làm quen thật, phải làm quen để từ từ biết là những cái vấn đề giáo lý hơi khô đối với mình, đó là chúng ta sở dĩ mà sanh khổ á, chúng ta khổ sanh tử đó là bởi vì chúng ta còn có đủ danh và sắc. Sắc là cái hệ thành cái vật chất đó, nhưng mà cái danh ở đây chính là những gì mà ta gọi là tâm thức, bao gồm cả cái bát thức của bên duy thức và lẫn cái lục thức của bên A Tỳ Đàm. Thì nói cỡ nào đi nữa thì chính vì còn có chỗ để chứa những tập khí phiền não, những tập khí sinh tử, cho nên chúng ta mới tiếp tục loan trôi trầm luân. Và cái gọi là cái chỗ chứa đó chính là gì? Danh quẩn nha. Danh quẩn dầu là bát thức của duy thức hay là lục thức của A Tỳ Đàm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng phải giải quyết triệt để tất cả những gì liên hệ trực hay là gián tiếp tới quẩn, thì hãy dẹp hết cái đó thì nó sẽ không còn nỗi khổ nữa. Thí dụ như
chúng ta biết ở trong cõi dục đó, trong cõi dục giới đó, trong cõi dục giới đó, thì có đủ sáu tưởng, tức là sắc tưởng, rồi cái thân tưởng ba chánh. Có nghĩa là sao? Sắc tưởng có nghĩa là mình thấy cái này nó là màu xanh nè, mình thấy cái kia nó là màu tím nè, cái này dài cái kia ngắn nè, cái này tròn cái kia vuông nè, cái này đẹp cái kia xấu nè, cái này nam cái kia nữ nè, đây gọi là những sắc tưởng nha. Nó sắc tưởng, vì chính vì mình còn sống còn chìm đắm ở trong sắc tưởng, cho nên những cái hại niềm vui và nỗi buồn của mình nó phải liên hệ đến sắc tưởng rất là nhiều. Ví dụ như có một sáng nào đó thức dậy soi gương thấy cái mặt mình có một hai cái vết nám, có màu vàng sợi tóc bạc, mắt có đuôi chim, mắt có dấu chân chim nha, cái đuôi mắt có dấu chân chim, thì tự nhiên mình buồn bởi vì mình nghĩ mình không còn đẹp nữa, mình không còn hấp dẫn nữa. Chúng tôi ở cái cõi phạm thiên thì cái hình danh sắc tướng của họ, cái cảm nhận của họ, cái nhận thức của họ về cái là sư vào lại, dạ con thỉnh sư. Tôi không rõ là vì sao, tôi không rõ là vì sao mà sáng nay tôi bị nạn liên tục nha. Tôi bị nạn liên tục. Khi nãy các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Chà, sao vậy là chết rồi. Như vậy là cái phần quý vị không nghe nó nhiều lắm rồi nha. Cái phần mà quý vị không có nghe nó nhiều lắm á. Chết rồi. Trời đất ơi, cái phần mà mất nó rất là nhiều. Có nhiều lắm không? Xin hỏi, cái phần mà các vị không có nghe có nhiều lắm không? Tức là trước khi các vị không còn nghe nữa, cái giây phút mà các vị không nghe nữa đó, cho đến khi chúng ta trở vô đó, nó có lâu lắm không? Nó có lâu lắm không? Dạ rồi, vậy cũng được, cả cái đó coi như cho qua, học rồi là cho qua. Dạ rồi, anh học rồi cho qua. Cho nên đó, bây giờ cái phần chánh kinh quý vị đọc, quý vị hiểu không nổi thì quý vị cứ nghe cái phần giảng đi nha. Có nghĩa là hỏi làm sao mà để hết cái đau khổ, thì nó còn có một câu thứ hai, nó hỏi làm sao mà hết lạc và khổ. Đó, thì hai câu nó ý nghĩa giống nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó còn trả lời là không có tưởng các tưởng, không có tưởng vô tưởng, phi tưởng cũng không có, vô hữu tưởng cũng vậy. Nguyên cái này nè, nguyên cái này, nguyên ba cái hàng này mình chỉ gom lại một câu thôi, đó là tất cả những gì mà liên hệ đến tưởng, tất cả, tôi nhắc lại, tất cả những gì mà liên hệ đến tưởng gồm có sự có mặt của sáu tưởng là thứ hai, sự vắng mặt, phải thêm. Sự có mặt của sáu tưởng trong cõi dục giới, rồi cái sự vắng mặt tạm thời ở cõi, sự vắng mặt tạm thời của một số tưởng ở cõi phạm thiên, hay sự vắng mặt của tưởng trong
lúc nhập thiền diệt thọ tưởng, nó có một loại, nó có một loại định, loại định là diệt thọ tưởng, là lúc là lúc đó không có tâm nha, loại định không tâm thức, loại định không tâm thức, nó có nhiều loại, nó có nhiều loại định mà trong trong A Di Đà nói, đó là nó có một loại định mà khi mình nhập vô trong đó mình sẽ hoàn toàn không có tâm thức. Đấy, thì sự có mặt của sáu tưởng trong cõi dục là sự vắng mặt tạm thời của một số tưởng ở cõi phạm thiên. Nghĩa là sao? Là ở cõi phạm thiên ấy, cõi phạm thiên mà ngủ vững ấy, thì chỉ có sắc tưởng, thân tưởng và pháp tưởng. Pháp tưởng này tức là thiền định đó, thiền định đó. Ở cõi phạm thiên vô sắc thì chỉ có pháp tưởng thôi. Ở cõi vô tưởng thì hoàn toàn không có loại tưởng nào. Thì ở đây này, Phật dạy rằng lìa bỏ hoàn toàn sự tái sinh ở các cõi vừa kể thì mới là cứu cánh chấm dứt tuyệt đối các đau khổ. Đó, cái nội dung của cái đoạn đó, nó nói vậy đó, cái đoạn mà 874 nó nói vậy đó. Ở đây người dạy rằng sự lìa bỏ hoàn toàn sự tái sinh ở các cõi vừa kể thì nó là cái có nghĩa là thay vì người nói là chấm cái sự vắng mặt của năm quẩn, sự vắng mặt của 12 xứ, của 18 giới hoặc là của danh sắc, ngày hôm nói mà ngày lại chọn một cái cách nói đặc biệt trong cái bối cảnh này. Là vì sao? Là vì trong cái thời điểm đó là những cái vị trời mà có về nghe đạo đó, thì ngày dòm quanh những người mà tụi người cái cơ tấm sân nhé, mà đang ngồi trước mặt ngài đó thì phải nói như vậy đó, thì họ mới thấy họ, nó mới vừa với cái căn tấm của họ, nó mới hợp với cái tạng phủ của họ nha. Tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là có những cái vấn đề mà khi mà Đức Phật mình nói đó, ở điểm ở chỗ này là người nói thành cách khác, mà ở chỗ kia là nói cách khác, chúng ta không nên thấy làm lạ, mà có nhiều lúc chúng ta thấy hình như là chỗ này ngài có thể trả lời hay hơn, sâu hơn, rộng hơn, màu sắc hơn, nhưng mà tại sao ngài lại trả lời có vẻ là quá đơn giản, thậm chí nó còn đơn điệu nữa, tại sao vậy? Mà đặc biệt là tại sao cái người kia họ nghe họ lại hoan hỉ, mà họ còn đắc đạo nữa chứ? Tại sao? Là bởi vì cái căn cơ của người ta như vậy đó. Chẳng hạn như trong đời sống của tôi, có nhiều lúc tôi chỉ thèm được ngồi một mình, tôi chỉ thèm ngồi một mình thôi, không cần cái gì hết. Có lúc tôi lại nghĩ đến một người quen ở xa, tôi nói ước gì bây giờ có người đó ngồi cái bên mình chắc vui lắm. Rồi có một lúc tôi ước gì bây giờ có người một cái bình trà nóng, nhưng có một lúc tôi mong bây giờ ước gì bây giờ nó có một cái đĩa mà mía đó, mía mà người ta là nó cắt ra làm đường lớn nhỏ rồi để tủ lạnh á, ước gì bây giờ có được cái dĩa mía mà cái mía lấy được tủ lạnh cho nó hạnh phúc lắm. Có lúc lại cái lạ lắm, có lúc tự nhiên tôi ước gì bây giờ có được ly trà đá thì là lạnh. Tại sao không phải là cà phê, không phải là hũ dơ ưa, không phải là bữa trái cây, mà lại thèm một cái ly trà đá, tại sao vậy? Thì trong một cái hoàn cảnh đặc biệt rồi đó, chúng ta có những cái nhu cầu là cũng đặc biệt theo nha. Thì ở đây cũng vậy, trong vấn đề tu hành giải thoát, có nhiều lúc trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, người ta cần đến một cái
một cái búng tay, một cái tiếng khánh, một cái tiếng chuông rất là nhỏ, rất là nhẹ, rất là êm, mà nó kích vào một cái chỗ sâu thẳm nào đó mà mình gọi là tạm gọi là cái tỷ nguyên tinh thần ấy, thì tự nhiên cái mình được quốc nguyên đại ngộ, chứng nhận cái kiểu là Satori, tức là một cái sự chứng nhận rất đỡ đột ngột, bất ngờ, rất là ngẫu nhiên, mà chính đương sự cũng không lương trước được, không có nhiều kiến dự tưởng được. Thì ở đây cũng vậy đó, khi mà mình cái may, tại sao được gọi là khi tại sao nói chuyện gặp Phật á, tại sao nói chuyện gặp Phật được gọi là đại duyên đại phúc đại hạnh, là bởi vì chỉ có được gặp Phật ấy thì chúng ta mới có được cái cơ hội là nghe ngàng nó thẳng vào cái tâm tư của mình, nghe cái chỗ mà mình cần nghe nhé. Và chúng ta biết rồi, chúng ta phải có đất tâm thì họ kêu gọi cái Bồ Tát Đạo, mình nghe mình thì có đất tâm, mình nói về Bồ Tát Đạo mình mê chết gì, mình tưởng ai cũng phải thành Phật hết. Nhưng bên phải có đất tâm thì có nói thiệt cho mình biết một chuyện, một vị Phật ra đời đấy là một đại sự nhân duyên cực kỳ khó khăn hiếm hơn đấy. Và một vị Phật ra đời đó, cái hình ảnh của Ngài đấy đã kích động, đã kích thích, chỉ kích thích thì nó hơn, đã khơi gợi cho vô lượng chúng sinh cái khơi gợi cho vô lượng chúng sinh phát gọi là đại phát bồ đề tâm, trở thành vô thượng chánh đẳng tam giác. Cái mỗi một vị Phật ra đời là một cái cơ hội để vô số chúng sinh đại phát bồ đề tâm. Tuy nhiên phát cho vui vậy thôi, phát cho vui vậy thôi. Trong vô số chúng sinh mà đại phát bồ đề tâm thì chỉ có một số rất là ít, một trong nhiều tỷ người mới có thể đi đến hết cái đoạn đường mà mình đã chọn. Trong kinh điển Nam Truyền có ghi rõ rằng Ngài sẽ là Phật từng đại phát bồ đề tâm, nguyện trở thành một vô thượng chánh đẳng cảnh giác. Nhưng mà sao? Để chịu không thấu. Có một lần đó, có một cái kiếp xưa tiền thân, Ngài cũng nguyện thành vị chánh đẳng cảnh giác. Ngài tuyên bố ai xin gì Ngài cũng cho, miễn là cầu được Phật đạo vô thượng vậy thôi. Thì có một cái người đó, họ nghe rồi họ không tin. Họ không tin là trên đời này có một cái người mà có thể cho tất cả những gì mình có thể cho, cái gì mình sở hữu. Thì cái người đó đến xin với Ngài Sa Phật đó. Rồi nếu mà ông nói cái gì cũng cho được ấy, vậy thì ông ta tôi xin với con mắt của ông đi. Thì Ngài Sa Phật lúc đó là nghe cái thò tay là móc mắt Ngài cho. Đau đớn như vậy, con mắt mình chỉ có hai con thôi, Ngài móc ra Ngài cho. Hả? Mà đã đau đớn mà lại cho củ hiến, củ quý, mà cho một cái vật mà rất là cần thiết cho cuộc sống của mình. Tưởng sao đưa cho cái người sinh đó, ông cầm vào cái gốm, ông mới liền cái đất, ông bỏ đi, thì là bị sốc. Ngài sốc ở cái chỗ là mình đau đớn là vậy, mình hy sinh là vậy, mà tưởng sao cuộc đời nó có một thái độ đáp trả hồi báo như vậy, là làm sao chịu nổi. Chính vì cái ngán ngẩm đó, đó mà làm cho Ngài thối chuyển bồ đề tâm, Ngài không tiếp tục theo đuổi cái con đường Bồ Tát nữa. Nó khó lắm quý vị, nó khó lắm đó. Cho nên ấy, một bậc đại huyền đại trí như Ngài Sa Phật mà còn phải nghĩ lại trong cái chuyện đại phát bồ đề tâm thì nói gì về chúng ta nha. Cho nên mình có tưởng thành Phật là dễ, và chính vì cái chuyện thành Phật không là dễ, cho nên cái cơ hội mà gặp được Đức Phật thì cũng rất là khó khăn. Và bởi vì sao? Là bởi vì Ngài là một người mà cái gì Ngài cũng biết và ăn Ngài cũng thương. Chỉ cần mình có đủ cái duyên lành Ba La Mật đó, thì Ngài nhìn thấu cái tâm can của mình từ ngàn đời, từ vô lượng kiếp. Ngài phán là dính, Ngài phán ra là phải dính thôi. Cái cả một cái kẻ mà cùng minh cực ác mà Ngài vẫn có thể nhìn thấu cái tâm can của họ để mình biết là cái người này có thể độ được hay không. Cái chuyện mà độ không được thì khỏi nói rồi, đằng này nếu mà độ được thì một cái người mà một cái tay tướng cướp mà giết người không gớm tay như là mẹ em Vulima đó, vô não đó, ương tướng tạo nó gọi là ương vực ma la. Mà Ngài nhìn thấy người cũng có cách Ngài nói. Ngài nói làm sao mà cho người ta mềm, người ta nhũng ra, cho cái ác người ta nó tơi ra này, để mà người ta có thể tiếp nhận được cái Phật Pháp. Thì ở đây mình thấy rõ ràng cái câu trả lời của Đức Phật trong trường hợp này là Ngài cũng vậy. Ngài nhìn vào cái căn cơ, cái sở tánh, cái khuynh hướng tâm lý của người nghe đấy, để mà Ngài chọn ra một cái cách trả lời mà phải nói rằng thì là đối với phần lớn chúng ta đều chúng ta rất là kỳ. Ngay cả cái câu hỏi cũng như là lạ nữa,
làm sao mà đời không còn khổ lạc nữa, có nghĩa là không còn tầm lung nữa, thì cái câu trả lời cũng độc đáo không kém. Đó là làm sao mà giải quyết triệt để, làm sao mà triệt tiêu, làm sao mà triệt tiêu, có nghĩa là giải quyết triệt để được toàn bộ sự có mặt của các tưởng, dù ở hình thức nào đi nữa, dù là hình thức tưởng của cõi dục hay là tưởng của cõi sắc, tưởng của cõi vô sắc, miễn là giải quyết toàn bộ triệt để cái sự có mặt của danh quyển này thì không còn khổ nữa, không còn có chỗ giá, chỗ nương, chỗ dừa, chỗ tựa của tập khí phiền não sanh tử nữa, thì lúc đó mới có được chánh giác. Rồi tiếp theo cái câu này, câu này là mấy phê này, cái câu này mấy phê này, 875 xin lỗi, 870, đúng là 875. Ngài đã nói chúng con những điều chúng con hỏi, có điều nữa hỏi Ngài, mong Ngài trả lời cho. Bậc hiền trí nói rằng như thế này tối thượng, nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh nhã xoa, hay là chúng muốn nói còn điều gì khác nữa? Cái chỗ này nó mới phê, phê dữ dằn, ha. Cái chỗ này nó mới phê này. Cái câu này là nếu mà định nghĩa từ chữ đó thì nó mệt lắm nha. Bây giờ các vị có thể hỏi tôi tại sao mình trong kinh mới được thì mình trong kinh có chú giải, tại sao trong kinh không có giải thích cho mình nha. Tôi chỉ nói với vị nghe một câu thôi, nhạc Định Luân Sơn có những cái ca khúc của Định Luân Sơn tôi không có nghe, vừa chỉ đọc trên mặt chữ thôi nha. Nhưng mà có những cái có những ca khúc của Định Luân Sơn mà chúng ta nghe hay là chúng ta đọc ấy, chúng ta nghe và chúng ta đọc, mà nếu mà chưa định nghĩa từng chữ rồi chúng ta chỉ có chết thôi. Nhưng mà lấy cái ý nghĩa tổng quát của cả một đoạn ấy thì ok, chúng ta hiểu. Còn nếu mình giải thích từng chữ thì không hiểu. Nó tại sao như vậy? Vì ở đời này nó có nhiều cách nói, nó có những vấn đề mà chúng ta phải nói như vậy đó, có những trường hợp mà người ta phải nói như vậy, hoặc cái gì đơn giản chỉ vì người nói họ muốn nói như vậy nha. Còn khi họ nói Đức Phật thì sao? Tại sao mình lựa cái cách nói này? Là bởi vì tôi nhắc lại, vì người nhìn vào cái căn cơ của người trước mặt. Phải nói như vậy về một vấn đề rất là đơn giản, một vấn đề rất là đơn giản, nhưng mà phải nói như vậy thì nó mới vô được cái tâm tư, cái chiều sâu của tâm cảm của người ta nha. Cho nên cái câu này, cái câu hỏi này đó là mình thấy nó rất là kỳ, nhưng mà mình lấy ý nghĩa tổng quát thì nó rất là sáng, không có gì hết. Đó là hồi nãy đến giờ đó thì cái vị hóa Phật tôi nói là nãy giờ đó, câu hỏi nào đưa ra thì cũng được Ngài giải đáp hết. Nhưng mà xin hỏi Ngài một điều rằng ở đời này đó, có phải tất cả, có phải nói sao, tôi nhắc lại là tất cả những gì, những câu hỏi nào được đưa ra thì Ngài đều trả lời hết. Các bạn có gì hiểu thì các bạn thứ hai không, xin hỏi rằng có phải mọi người đều chấp nhận tất cả những điều này nói hay không, và có phải trên đời này mọi người đều thống nhất với nhau rằng cái gì nó là đỉnh cao thì nó là đỉnh cao, có phải đúng như vậy hay không? Nhưng thứ hai là nói cách khác thì dễ hiểu hơn nữa, đó là ngoài những điều mà người nói ra đó, trên đời này nó còn có một cái gì khác nữa hay không, nó còn có cách nói khác nữa, những điều mà người vừa nói nó còn cách nói khác nữa hay không? Đó là cái thứ nhất. Điều thứ hai là ngoài cái nội dung mà người nói, ngoài ra cái lý tưởng, cái ý nghĩa mà người nói, còn có những cái vấn đề khác được xem là tương đương hay không? Thì trong cái câu đó là, bây giờ tôi nhắc lại cái cách đó của tôi thế này, là hồi nãy giờ quý vị hỏi tôi vậy chứ, ví dụ như con đi thị sĩ đi, đi thị sĩ chỗ nào đẹp thì tôi nói ở thị sĩ thì nó nhỏ thôi, nhưng nó chỉ bằng 1/4 của Florida thôi, nhưng mà nếu mà nó gọi là kinh đô và tài chính của thị sĩ là Zurich, chỗ mà shopping ấy. Rồi cái kinh đô về hành chính thì thị sĩ là Bern, tổng thống của đó. Cái kinh đô về chính trị là Mayenel, tất cả những vấn đề về chính trị quốc tế nó thì được giải quyết ở đó. Ở đây nó có hồ, có biển, này có núi, đẹp lắm. Tôi nói như vậy. Thì quý vị mới hỏi tôi thế này, ngoài những điều tôi nói đã, thị sĩ nó còn có cái gì đáng nói hơn nữa hay không? Hay là chỉ chừng đó thôi? Đó, cái câu mà vì quá mặt hỏi là như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời thế này, 876 nha. Cái câu này bậc hiền trí nói rằng như thế đó là tối thượng,
Nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh giải thoát. Đã, các vị có thấy chữ sự thanh tịnh giải thoát không? Sự thanh tịnh giải thoát chắc chắn chỗ này nó mới phê. Đã, cái sự thanh tịnh giải thoát. Thì cái mục đích, cái ý nghĩa, cái lý tưởng cao nhất của tất cả những gì mà Đức Phật nói từ trên xuống dưới, cái ý nghĩa rốt ráo là gì? Là cái sự thanh tịnh. Phiền não, sự thanh lọc phiền não, là sự thanh lọc phiền não để không còn khổ nữa. Đó là nội dung của Đức Phật đã nói từ cho xuống vậy. Từ cái chuyện mà đấu tranh rồi gây gỗ rồi nào là cái vấn đề của bổn sẻn, của tham ái, của ước muốn, rồi của khổ lạc, vân 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 vân, thì tất cả những gì nó để nhắm đến mục đích gì nhất là thanh lọc nội tâm chúng sinh để cho chúng sinh không còn khổ nữa thôi. Đấy, cái chữ dạ so ở đây, chữ dạ so, dạ so tiếng Phạn gọi là dắt khác, hả, dắt khác. Ở đây nè có nghĩa là chúng sinh nó khổ như vậy, mà nghĩa là chúng sinh. Các vị phải ghi cái này vô nha, các vị phải ghi cái này vô cho mới ghi là các vị không có hiểu mà mất mở rồi nó đọc tôi chết luôn á nha. Thì tôi nhắc lại là các vị hóa Phật phải hỏi rằng tất cả những gì mà người nói nãy giờ đó nó mang cái nội dung rốt ráo là sự thanh tịnh các phiền não. Nhưng mà xin hỏi thêm là ngoài những cái điều đó ra còn có cái gì đáng nói nữa hay không? Thì Đức Phật ngài trả lời thế này, Đức Phật ngài trả lời thế này: với ta, tức là ngài đó, thì toàn bộ vấn đề cần biết chỉ là vậy thôi. Ta luôn nhắm đến sự thanh tịnh phiền não của chúng sinh để họ hết khổ. Nhưng ở đời này không phải chỉ có mỗi mình ta, không, kẻ thường kiến thì luôn nói về sự tồn tại của một cái tôi hằng hữu hay một cảnh giới vĩnh cửu nào đó. Còn kẻ đoạn kiến thì luôn nói về sự chấm dứt mọi thứ ở nghĩa tiêu cực nhất. Nói gọn lại là cái vị quá Phật hỏi hồi nãy giờ đó, cái ý của ngài là nói đến cái sự thanh lọc chúng sinh để cho mọi người bớt khổ. Nhưng mà xin hỏi thôi, thì trong đó có nhiều vị trời họ không, giống như một tử cũng đây vậy đó, đi nghe các ông sư A giảng, ngồi nghe thì thấy cũng có thể mình thích rồi có thể không thích, nhưng trong lòng cũng còn nhiễm còn móng chỗ khác nữa. Để người đọc mình để coi qua cái chùa kia nghe các ông sư kiểu giảng thì nó cũng đặc biệt lắm, cũng có những cái thú vị lắm, ví dụ như vậy. Thì ở trong đám thiên chúng mình nghe pháp này cũng có nhiều người có cái suy nghĩ như vậy, mà suy nghĩ là không biết là ngoài những gì người nói ra ở đây mà nó còn có cái gì khác, nhưng mà chắc đâu phải ở đây là những cái điều người nói đâu phải là duy nhất, là chân lý duy nhất trong bài này đâu nha. Thì lúc đó cái vị quá Phật này thật ra cũng chính là Đức Phật này dùng thông đạo ra thôi.
Thì nó cũng chính là câu hỏi mà ngày đưa ra để rồi ngày tự trả lời. Thì cái câu hỏi này xin hỏi đó, ngoài cái sự mà thanh lọc phiền não để mà tránh với sinh tử thì nó còn có cái gì đáng để mình quan tâm hay không? Thì Đức Phật nói không có nói được như vậy, bởi vì đối với một người cầu giải thoát ấy, thì những gì mà ta nói nãy giờ nó là quan trọng. Nhưng mà đối với những kẻ mà mắc vào thường kiến, mắc vào đoạn kiến ấy, thì họ không nghe nói gì giải thoát, mà kẻ thường kiến thì nó đi theo những cái học thuyết mà thường kiến. Còn cái đoạn kiến thì họ nói gì đi nữa, cái họ theo đuổi nó chính là từ cái quan điểm đoạn kiến của họ nha. Bây giờ tôi sẽ giải thích luôn, trong đâu có gì thắc mắc là mấy ông dựa đâu mà ông giảng là như vậy nha. Đây, đây chỗ này, đây cái chỗ gọi là Sastavada nha. Eke Sastavada Samana. Đây, đây là có những người, những cái vị mà chủ trương là thường kiến nha. Cảm ơn chuyện nghe rất là nhiều. Rồi tiếp theo là có những cái vị mà chủ trương là thường kiến. Ê kê đây là những vị sa môn, đây là những học giả của triết gia mà nói rồi. Chỉ riêng người nói rằng là cái vị đó phát là khỏi cho những cái điều mà người nói nãy giờ, nó có phải là những chuyện lý gì nhất ở đời không? Nó không, chúng sanh ở đời nó có nhiều cái cách suy tư, có nhiều cái cách sống, có nhiều cái thế giới, nhiều cái thế giới, nhiều cái thế giới suy tư lắm. Ở đây cái kẻ nào mà thích thường kiến ấy, thì nó đi theo thường kiến, mà kẻ nào mà mắc đoạn kiến thì theo đoạn kiến. Chỉ riêng chỉ riêng có một số người đó, chỉ riêng có một số người đó thì họ nói đến cái sự chấm dứt sanh tử một cách rốt ráo thôi. Chỉ riêng có một số người họ nói đến sự chấm dứt rốt ráo, đó là đoạn kiến, là họ nói đến sự tồn tại của thế giới theo cách của họ, của đoạn kiến. Mà thường kiến thì nói đến cái sự tồn tại của thế giới qua cái cách của thường kiến. Riêng cái bậc thiện trí mà rốt ráo đó thì ngài nói đến sự vắng mặt toàn diện của danh sách, đó là á nú và đi xê xác, tức là vô dư niết bàn, sự vắng mặt triệt để của danh sắc, của quẩn xứ giới đế. Nói gọn lại cái bài, cái đoạn này kết thúc cái được cái chữ Kalaha quý và đá ở đây, ngoài nghĩa là sự chăm đụng cải cỏ, còn có nghĩa rộng sâu hơn nữa, đó là ám chỉ cho tất cả vấn đề rối rắm ở đời. Đó, cái chữ Kalaha đó, chữ Kalaha mà cái nghĩa đen thui của nó đó là sự chăm định cải cọ, nhưng mà có cái nghĩa sâu rộng hơn nữa, đó là ám chỉ cho tất cả những vấn đề rối rắm ở đời này. Từ chỗ đó cho nên Đức Phật này dài ngày sử dụng cái giáo lý duyên khởi để ngày giải thích ở đây. Nó là ở đời cái rắc rối này nó nuôi cái rắc rối khác, và ở đoạn kệ cuối cùng ấy, đã đoạn kệ cuối cùng ấy, thì Đức Phật này dạy rằng để hết rắc rối thì chỉ còn có một cách thôi, đó là đẩy cái ông thường kiến vào một bên, đẩy cái ông đoạn kiến vào một bên, và phải chấm dứt triệt để mọi sự hiện hữu. Đây chính là nội dung, đây chính là nội dung, đây chính là cái nội dung mà của cái bài kinh này. Tôi nhắc lại, không thể như thế ông nghe,
không thể đi theo ông B. Mà cách giải quyết duy nhất ở đây đó chính là giải quyết triệt để, không còn bị dính vào thường kiến nữa, không còn dính vào đoạn kiến nữa. Chết rồi, bây giờ chắc nãy giờ tôi cũng nghi ngờ trong cơm là có người không biết thường kiến là gì, đoạn kiến là gì. Thôi bây giờ tôi quay lại một chút nha. Tôi nhắc lại, toàn bộ nhân loại trên trái đất này cho đến hôm nay, theo con số thống kê chính thức, đã có khoảng tròn trèn trên dưới xích soát khoảng 7 tỷ người nha. Và toàn bộ những sinh vật động vật trên trái đất này thì con số đó là tính hình rẻ không xếp rồi nha. Rồi mũi bù chét thì lên là nó đông, nó cũng phải kể, thì chỉ kể riêng nhân loại không, nó là 7 tỷ. Rồi cái thứ mà khúc ngày, khúc mặt siêu hình gì đó là mình dẹp luôn, mình cứ tính cái gì mình thấy thôi nha. Đó là 7 tỷ nhân loại, và bao nhiêu con chó, con trâu, con heo, con bò, con dế, con rùa, con mũi, con vân. Thì toàn bộ những chúng sinh mà chúng ta thấy trên hành tinh này thì nó gom gọn lại, nó gom một cách tổng quát thì nó chỉ có hai loại chúng sinh, hai cách nhìn. Một là thường kiến đó, là sao, là tin tưởng vào một cái tôi, tin tưởng vào một cái tôi, mong được sống đời với nó với những điều kiện mình thấy thích. Thí dụ như con chó, con mèo nó cũng sợ chết, và cái lúc nào cũng mong là được nằm ở chỗ êm nè, chỗ mát nè, hoặc là chỗ ấm cúng nè, mịn màng nha, ăn ngon uống cũng ngon, lúc em muốn ăn thì có ăn, lúc muốn cần uống thì có uống, lúc cần vuốt ve thì cũng được vuốt ve, con chó con mèo đấy. Rồi thú rừng cũng vậy, con nai, con cọp, con sư tử, con thỏ, con hươu, con tròn, con cáo gì nữa, thì con nào nó cũng mong là được sống hoài như vậy, đừng có bị đe dọa, đừng có bị đói lạnh gì hết. Thì chúng ta có thể nói về cái loại thứ nhất là luôn luôn nghĩ đến bản thân mình và mong được sống trong những điều kiện tốt nhất. Cái loại thứ hai, loại cái gì rồi, nếu mà nói chuyên môn là một chút á, là trong thế giới loài người nha, là luôn luôn mong mỏi rằng là mình luôn luôn mong mỏi là mình được chết sanh về một cái cảnh giới nào đó thường hằng bất biến, trường sanh bất lão, đời đời không chết, không đau, không bệnh nha. Tin tưởng vào một cái tôi có nghĩa rằng nghe là cho rằng là tắt thở đời này thì mình sẽ luôn luôn sang một cái đời sống khác, giống như cái con chim ở trong cái lồng mà bị hư vậy đó, thì cái lồng nó bị hư thì con chim nó sẽ bay qua cái lồng khác, ví dụ như vậy. Thì chúng ta dù muốn dù không, chúng ta cũng âm thầm tin tưởng và mong mỏi rằng là hết đời sống này tôi sẽ tiếp tục đi sang một nơi khác trong một điều kiện sống tốt hơn. Dù bình thường chúng ta không hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà những cái suy nghĩ đó là âm ỉ, âm thầm, nó nằm ở trong cái cốt tủy của mình, chính mình thì cũng không ngờ là mình ham sống sợ chết đến mức như vậy. Kể cả những người mà nó than trời trách đất, mà nó đời là đáng chán, đời là bể khổ, chứ thật ra nó chỉ cần cho họ thu nhập một tháng giữa chừng $100,000 đi, rồi tình xưa tìm lại với họ, còn tình mới thì nhào gần giật nhảy vô á. Nói chung là tiền bạc, tình cảm, mà danh vọng, chức tước, quyền lực mà cứ đổ dồn, mà tự nhiên coi họ còn chán đời nữa hay không. Lúc đó họ mới táo quả, họ cứ tưởng họ là người chán đời. Ngay cả tâm nhi Phật tử cũng vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta có những thay đổi về sức khỏe này, về ngoại hình, về nhân dáng, về điều kiện vật chất, về tài chính, về tiền bạc, vân vân và vân vân, thì tôi e rằng nó không còn ai vào trong cái tin thì mình nghe pháp nữa đâu. Đó gọi là thường kiến ở chỗ đó. Mình luôn luôn mong mỏi là mình được toàn mình, chỉ mình mà viết bằng mực đỏ mà gạch dưới nha. Mình luôn luôn mong mỏi là mình được cái này, mình được cái kia, là tại vì nó không được, cho nên mình đành phải xoay qua cái hướng khác, mình tưởng là mình là người tu. Chứ thật ra nếu mà sáng hôm nay mà chúng ta có trong tay một sách vé máy bay mà cái hạng mà thương gia, cái hạng business hoặc là first class để bay về là Las Vegas hay là Macau hay là Venice hay là Rome, Paris, London để thì mà đi chơi, thì tôi nghĩ rằng sáng nay có ai mà vào trong cái room mà đoạn đường này để mà nghe những cái lời mà đau thương này hay không, còn khuya được nó dốc nha.
Cho nên cái thường kiến nó theo đuổi chúng ta gọi là triền miên từ đời này sang đời khác. Nói một cách khác là nó theo đuổi suốt cái mùa thu đấy. Suốt cái mùa thu cách mạng này coi như là cái thường kiến là nó là gì? Nó là luôn luôn mong mỏi đến một, luôn luôn thầm nghĩ đến một cái sự tồn tại của một cái tôi, một cái ta nào đó, và mong nó được tồn tại đời kiếp với những điều kiện mà mình mong mỏi. Là thứ hai đó chính là cái quan điểm về cái quan điểm đoạn kiến. Có nghĩa là có những người trên đời này họ không tin, họ không tin và cũng không hề nghĩ đến cái sự có mặt đời kiếp từ cái thân này qua thân khác. Họ cứ cho rằng chết là hết, chết là hết. Tuy nhiên khi họ nghĩ đến cái vấn đề, đến cái giai đoạn có sự ngắn ngủi của cái kiếp sống trước mắt á, thì họ vẫn nghĩ mình có nhìn nhã chắc. Có nghĩa rằng tôi được sanh ra như thế này, rồi mai mốt tôi chết đi, tôi sẽ trở về với các bụi, và tôi bây giờ tôi đang là người nghèo, tôi đang là người giàu, tôi đang như thế này, tôi đang như thế kia, và mai này tôi trở về các bụi, tôi không còn tiếp tục tồn tại nữa. Thì toàn bộ những cái suy nghĩ của họ tuy là nó không có giống như cái âm thường trí là mong mỏi mình được tồn tại đời đời kiếp kiếp, họ chỉ nghĩ có một kiếp này thôi. Tuy nhiên họ cũng nghĩ về cái đời sống hiện tại bằng một cái khái niệm về cái tôi đây. Thì cả hai cái suy nghĩ này được gọi là đoạn kiến. Còn nếu mà nói cho nó dễ hiểu một chút, vậy không biết nói mà có thi pháp một chút, thường kiến là gì? Thường kiến là tin tưởng, thường kiến là tin tưởng vào sự có mặt của một cái tôi, rồi cái gì nữa, vào một đấng tối cao nào đó, rồi gì nữa, hy vọng về một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại nha. Đó, thường kiến là vậy đó, tức là tin tưởng là sự có mặt của một cái tôi nè, rồi vào một cái đấng tối cao nào đó như là Chúa Trời nè, Thánh A-la nè, vân vân đấy, gọi là Phạm Thiên nè của bên Bà La Môn giáo đó, rồi hy vọng là một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại đó. Rồi cái thứ hai, đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là ba quan điểm sau đây. Đấy, vô nhân kiến. Vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Vô hành kiến là không có thiện ác gì hết. Đấy, muốn làm gì thì làm, không bận tâm đến báo ứng. Đó gọi là vô hành kiến. Rồi cái thứ ba nữa là vô hữu kiến, là phủ nhận toàn bộ những gì mình không thể chứng minh là có. Đấy, nó khổ rồi đó. Như chuyện tái sinh nè, rồi các cảnh giới nè, rồi gì nữa, rồi nhân quả báo ứng nè, rồi gì nữa, rồi cái sự chứng ngộ của hiền thánh này, rồi sự có mặt của các loài
siêu hình nè. Đó thì đoạn ký nó là như vậy đó. Thường ký thì gọi có ba, đó là tin cậy tưởng vào một cái tôi nè, rồi vào một cái đấng tối cao nào đó mà hy vọng về một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại. Còn cái đoạn kiến là gì? Đoạn kiến thì gồm có ba, tức là mấy cái này nó gom gọn từ 62 tà kiến á, thì cái đoạn kiến nó gồm có ba. Một là vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Vô nhân kiến, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chết hết rồi, tội để con. Tôi nói là xong rồi tôi ngưng nha. Bây giờ có mấy người ở bên tay hãy ý kiến tôi cũng hay, nó nói nhiều quá đi, nó cũng over, nó cũng over. Bây giờ xin nói từ Mỹ đi, Mỹ thì trong lớp học á, nó chỉ có nói một tiếng hồ thôi, chứ còn mà nói nhiều quá nó bị bội thực, rồi nó mà không uống thuốc tiêu thật từ bạch lắm nha, nó tiếng hồ thôi. Ok, tôi nhắc lại, làm ơn thuộc lòng dùm tôi mấy cái công thức này nha. Thường kiến là, thường kiến là các quan điểm sau đây. Một là tin tưởng vào một cái tôi, mình không có nói ra nhưng mình nói ngầm ngầm nó trong bụng mình biết, nó ngầm ngầm nó còn cái tôi nào đó, nó có một cái gì nó đơn thuần bất biến đời đời kiếp kiếp ở đây mình. Cái ai mà đụng với mình là mình nổi dịch lên, đó nghĩa là mình nghĩ mình là cái gì đó. Mà thật ra đó, theo tinh thần nhà Phật thì mình là đồ rác. Tôi nghĩ là sao? Có nghĩa là một cái chiếc xe đạp mà khi mình tháo rời từng cái bộ phận, từng cái thiết bị, từng cái linh kiện ra thì không có cái gì gọi là chiếc xe đạp, hay là cái máy cassette, hay là cái chiếc xe hơi, hay là chiếc máy bay, hay là chiếc du thuyền, kể cả một ngôi nhà cũng vậy. Nếu mà mình tháo rời từng cơ phận trong đó ra đấy thì nó không còn cái gì gọi là nhà hết nha. Nhưng mà đằng này đó là mình thấy là mình gọi là khối bê tông, mà kỳ thực nó là bao nhiêu là cát, bao nhiêu là cái hạt bụi xi măng. Mình ghi bao xi măng chỉ cần thật là mình là nó là một cái bao toàn là bụi thôi, bụi xi măng. Và trong mỗi một cái hạt bụi xi măng đó, nó gồm bao nhiêu là cái thành tố hóa chất trong đó, chứ không phải là một nha. Đây tôi nói thì tôi là những thế gian, tôi không nói là kinh Phật. Kinh Phật nói rằng một hạt bụi như vậy thì nó có vô số cái thành tố sắc pháp, mà cái đơn vị nhỏ nhất bất khả ly bất khả phân, nó gọi là tám sắc bất ly đó, là tôi đang nói cái đó là còn bè bé óc nữa. Bây giờ mình nói mỏng thôi, là trong mỗi một hạt bụi như vậy nó có vô số cái thành tố hóa chất trong đó, mà có vô số hạt bụi như vậy nó làm nên một bao xi măng, rồi thì lấy cái bao xi măng này trộn với vô số cái hạt cát, rồi thì nữa, rồi làm nước, mà trong mỗi giọt nước như vậy nó có vô số cái thành tố hóa chất trong đó, như vậy thì lấy cái vô số này ghép với vô số kia, rồi ghép với một mớ sắt thép nè để làm nên một cái khối bê tông. Mà bê tông thì sao, nó mới có một phần của căn nhà thôi, nó mới là móng, là đà, là nền, là kỳ thôi, là trần, là mái, rồi còn cái gì nữa, nó còn bao nhiêu là cơ bản là những thứ khác nữa để nó làm nên ngôi nhà nha. Cho nên nó trong cái gọi là hình hài sinh tử của mình, nam nữ biệt cái, nam phụ lão ấu, thì nó là một cái chỗ gọi là tập kết, nó là cái chỗ quy tập của vô số những thành tố tâm sinh lý. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì tình hình nó khác đi nhiều lắm rồi, vì nó khổ một chỗ đó. Mình không chỉ nghĩ xa như vậy mà mình cứ nghĩ tôi là đủ rồi, tôi là Lê Văn Nga Nguyễn Văn Tèo là đủ rồi nha. Rồi từ chỗ đó ai mà nó động chạm tới là mình mới nổi dịch lên, mình nghĩ là mình bị tấn công, mình đang bị tổn thương nè. Chứ nếu mà mình thương chân sống trong một cái nhận thức bình tĩnh và sản xuất rằng thì là đâu chỉ là một cái khối giả hợp ấy, thì trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, dứt khoát chúng ta sẽ có một cái nhân sinh quan rất là thanh tịnh, rất là thanh đại nha. Nó khổ nữa là mình học cái kiểu như nít học tụ bài thì nó khó đều lắm. Mà tôi nhắc lại, tôi không phải là thiền sư, cũng phải là hành giả, mà tôi chỉ thường trực sống ở trong những cái suy tư, là bởi vì tôi thương, tôi thấy cũng khổ quá. Tôi nghĩ bây giờ nếu mà mình không có làm theo lời Phật đó, thì mình chỉ có nước điên thôi quý vị. Chứ như hồi xưa tôi sợ ma lắm đấy. Rồi hồi xưa tôi dễ bị tổn thương, tôi là người rất là giàu mặc cảm, tôi là người rất là tự ti, mà tôi là chết chết nữa, tôi sợ độ cao đã đầm rồi, mà tôi còn sợ cái chỗ hẹp nữa. Tôi đi giữa hai cái con phố, giữa đi lên một con phố mà giữa hai cái dãy nhà mà cao đó, tôi có cảm giác là hai dãy nhà nó đang từng phút nó xiết lại, nó ép tôi hết giữa. Tôi có nhiều cái nó lạ lắm, tôi có nhiều cái problem, có nhiều cái vấn đề về sức khỏe mà về tâm lý lắm, thì tôi phải tự cứu tôi chứ, đó là Phật pháp. Và tôi mong quý vị cũng vậy, là có những người cái thiện pháp của họ đó là vấn đề bẩm sinh,
tự nhiên họ sanh ra họ thiện, tự nhiên họ sanh ra họ có từ bi, họ có trí tuệ, họ có kham nhẫn hành xả, vân vân và vân vân. Nhưng mà có những người đó là những cái đó đó chỉ có được từ một cái sự bức xúc nào đó nó mới lòi ra, nó mới xì ra được. Trong kinh nói đó, có bốn loại người đó. Có những cái con nó chỉ còn nó nhá với cái bóng rồi nó dọt rồi. Nhưng có một con thì mình quất nó một cây nó chịu chạy. Nếu có một con thì đập chết nó cũng không chịu chạy. Thì cái người tu hành cũng vậy đó, chúng sanh ở đời cũng vậy. Có nhiều người chuyện gì đi nữa thì nó cũng là họ sống lì lợm, sống bất thiện như vậy. Là cái loại ngựa mà đập chết cũng không cần chạy, chỉ có làm đem đi làm thách đó thôi. Nhưng có những người đó họ cần có một cú sốc nhẹ nhẹ nào đó xa xa, ví dụ như nhìn thấy cảnh là thiên tai rồi nhân họa chiến tranh tùm lum ở ngoài xã hội không mắc mớ gì, nhưng mà nhìn thấy ngấy. Các vị có biết đằng sau cái sóng thần 202 đó, cái khuynh hướng mà tìm về với những trào lưu sống tâm linh ấy, bỗng nhiên trở thành ra một cái làn sóng cực mạnh không gì cử nổi, dễ sợ chứ. Tức là có số người tìm đến với yoga, tìm đến với các cái học thuyết duy linh, những cái hệ nhật nhánh tôn giáo trên toàn cầu từ Âu Á, thì coi như nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó từ sau cái cuộc đại họa mà coi như là tsunami năm 2002 đó, có những người họ kỳ cục như vậy đó, cho họ thấy một cái gì đó mà nó kinh khủng như vậy thì họ mới chịu tu. Ngay cả người Mỹ mà ngay sau cái vụ mà khủng bố 911 ấy, thì có rất là nhiều người bắt đầu nghĩ tới vấn đề tâm linh. Họ thấy rằng thì ra cái chết nó đơn giản như vậy đó. Mà là cái lúc mà xảy ra cái vụ khủng bố, cái số người trong ngay cái tòa World Trade Center không có nhiều đó nha. Chứ nếu mà nhầm lúc cao điểm thì cái số mình thương vong nó sẽ gấp 5, gấp 10 lần. Mà cũng may là buổi đó lúc đó họ làm hơi sót, cho nên cái số người mà có mặt ở trong hai tòa nhà nó không có nhiều. Vậy mà phải nói rằng sau khi mà xảy ra cái vụ đó rồi thì rất nhiều người Mỹ họ đã lập tức thay đổi 180 độ về những vấn đề nhận thức đối với đời sống. Họ thấy rằng mọi thứ nó thông minh. Những người chết trong đó là từ điều tròn là những tuổi trẻ tinh anh của Hoa Kỳ. Đó là sao? Là những chuyên gia. Những chuyên gia, những cái tay gọi là chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, xã hội, luật sư, bác sĩ, tùm lum tà la, nam tà bắt đầu trong đó. Chứ đâu phải là cái tay mơ có mặt trong hai tòa nhà đó đâu. Ba cái dân chứng khoán, chứng khuyết gì đó nằm trong đó hết. Rồi bao nhiêu là gia tài vàng, ngọc, kim cương, bây giờ bùng một phát, không còn một mắm. Đấy. Cho nên ở đây có nhiều khi mình phải thấy rằng cái pháp môn tự tiểu ám thị nó hay kỳ. Nhưng mà sự thật á, thay vì mình xài cái tự tiểu ám thị thì nghe nó hơi tiêu cực, thì thôi mình xài cái chữ của nó mềm mềm thôi, nó là thực tập. Và nó có một chuyện nữa, thay vì mình kêu là tu học thì mình sẽ là thường nói chỉ học tu, nó hay lắm. Học tu là sao? Tức là tập tu á. Chứ mà mình biết cái gì mình xài cái tu học thì nghe có vẻ nó sang quá, nó bẩn quá, nó chảnh quá. Bây giờ mình xài mình không phải đi tu học nữa, mình là đi học tu. Có nghĩa là mình từng bước vậy đó, mà mình phải cần có một cái chất xúc tác nhất định nào đó. Ví dụ như mình có người vì ham mê công đức mà tu tập, có người ham mê cái đức hạnh, mong mình để động người đức hạnh mà tu tập, có người ham mê công đức mà tu tập, có người vì sợ tội lỗi mà tu tập, có người vì sợ khổ mà tu tập. Tôi vì cái loại thứ tư. Tôi không thật ra tôi cũng không ham vào tôi. Tự đá lòng tôi mà nói thì công đức nó là chuyện xa vời, gọi là cái chuyện đó bằng một người đức hạnh thì đó mà tôi nó cũng là chuyện xa vời. Mà tôi có một chút gì đó trong Phật pháp là bởi vì tôi là người sợ khổ, tôi sợ khổ, bởi vì tôi là người rất là dễ bị tổn thương một tinh thần, tôi là người rất là tự ti, rất là mặc cảm. Do nhiều cái lý do mà tôi biết mình có nhiều cái vấn đề như vậy đó. Nhưng mà cái cách tự cứu hay nhất là Phật pháp thôi. Cho nên ấy, đúng rồi. Đây có những câu trích rất là hay. Nãy giờ tôi giảng mà tôi nhắm mắt rồi tôi mở mắt ra thấy câu nói rất là hay. Ok. Bây giờ thì là tôi chỉ nói vắn tắt như vậy với bài kinh, mà đúng là tôi bắt đầu qua bài kinh khác thôi, nhưng mà tôi thấy cái này đủ rồi, nó nhiều quá nó mệt nha. Thì nó mệt lắm. Bây giờ nó là lúc mà nó hết rồi, cái này dẫn tới câu 877 nãy giờ tôi nói xong rồi. Tức là như vậy đó. Tức là mọi thứ ở đời này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái sự tham muốn. Rồi từ cái gì nữa? Từ cái sự mình lạm dụng, mình lạm dụng sáu xúc.
sáu xúc. Có nghĩa là người tu hành là không có lạm dụng, không có lạm dụng ở trong sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng. Lạm dụng nghĩa là sao? Sáu tưởng nghĩa là mình chìm đắm ở trong thế giới ảo giác. Sáu thọ nghĩa là mình thưởng thức được cái quyền thưởng thức. Đời sống suốt ngày chỉ biết trốn chạy để kiếm tiền, chỉ biết trốn chạy để kiếm tiền. Thích cái này thì đi theo cái này, ghét cái kia thì chạy trốn cái kia. Thì cái đó là chính là cái sự, là cái sự lạm dụng xúc thọ tưởng. Mà ở đâu mà xúc thọ tưởng nên làm việc rốt ráo không có chừng mực, cái thì tôi xin hứa là ở đó cái khổ tràn ngập. Mà tu hành là gì? Tu hành là sự chừng mực, có nghĩa là chỉ thấy cái gì cần, chỉ nhìn cái gì cần, chỉ nhìn cái gì cần, chỉ nghe cái gì cần. Thì đó được gọi là tu tập từ xúc, từ thọ, từ tưởng. Và ở đây có một cái công thức rất là quan trọng mà tôi mong bà con nhớ, đó là không phải lúc nào mình nhìn cũng thấy. Tôi không muốn giải thích cái câu này, tôi muốn lấy đó làm cái câu ngắn mà con suy tư trong vòng 24 giờ đồng hồ trước khi chúng ta gặp lại vào ngày mai. Đó là không phải lúc nào nhìn cũng thấy. Ở trong tiếng Mỹ nó có hai cái động từ rất là rõ, đó là to look, to look, rồi cái to see. Hai cái này nó khác, không phải là gì, không phải là nó giống nhau nha. Không phải lúc nào mình to look, mình đúng là to see. Có nhiều khi đó mình thành thiền ấy, mình thành thiền mình cứ niệm xứ ấy, mình toàn là to look không mà, chứ mình không có to see. Tức là chỉ nhìn thì có nhìn, nhưng mà thấy hay không thì tôi không sure. Và một chuyện nữa các vị cũng nhớ là trong tiếng Mỹ đấy, cái chữ home nó khác với chữ house. House nó chỉ là cái nhà thôi, còn cái home đó mình ra địa điểm đó, nó cũng nghĩa là phải giống như là go home, có đi về nhà ha. Nhưng mà thật ra đó, cái Phật pháp đó, mà mình học Lê Mơ đó, thì cái Phật pháp nó chỉ là cái house. Mình phải học Phật pháp làm sao mà nó trở thành cái home của mình đó. Home nó là cái nhà mà nó có cái nghĩa ngầm đó, nó là cái chỗ lưu tới trong tâm tưởng của mình, nó gọi là home. Nhưng mà chữ home đây nó vừa là nghĩa đen mà vừa nghĩa bóng, nó vừa là vật chất mà nó gồm như cả tinh thần nha. Còn cái chữ house này thì không, tôi không phải là chuyên gia tiếng Anh nha, thì tôi đừng có cười ở chỗ ông này đâu, ông không chuyên gia mà sao dám sáng nào ông dám muốn điều của bác thợ. Nhưng mà cái đó là chuyện rất là quan trọng, hãy học Phật pháp như thế nào để Phật pháp trở thành ra là cái home chứ không phải là house. Home là chỗ để mình đi về buồn vui sống chết ở đó. Home nó mang nó còn hàm ý nghĩa là quê hương, là cái một cõi đi về này, cái chữ home riêng. Cái chữ house thì không, house có thể là cái chỗ này, cái nhà này để mình sáng mình mua chiều mình bán cũng vẫn gọi là house. nhớ nha, house có nghĩa là có thể, có thể nó là cái căn nhà mua đi bán lại vẫn gọi là house. Nhưng mà riêng là home thì khác, home là cái chỗ đi về của mình, chỗ buồn vui sống chết của mình, một cõi đi về của mình. Thì Phật pháp cũng vậy đó, hãy nhớ rằng nhiều, hãy cứ nhớ câu chú thế này: đôi khi tôi lúc con khỏe là tu si, đôi khi mình học Phật pháp đó là Phật pháp chỉ là cái house không phải là cái home. Ok, và một chuyện nữa, đi tìm đạo là tìm cái gì? Tìm đạo là tìm cái chỉ đạo đó, là quê. Mà chữ quê đó có nghĩa là who are you, who are you. Mình viết tắt lại cho nó có phải là chữ quê không, hoặc là where are you. Câu kỹ của chữ, cái chữ đó có phải là chữ 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 quê không? Và toàn bộ cái nội dung của cái bài kinh này, tôi nhắc lại những cái bài học mà tôi rất là thích, tức là toàn bộ bài kinh mà Cá Lá Há này này, bài kinh Tịnh Độ này đó, đó là gì? Đề nghị mỗi Phật tử đeo lên cổ mình một thánh giá. Thánh giá ở đây là chữ tôi trong tiếng Anh với dấu gặp ngang để xóa nó đi. Các vị có thấy chữ A trong tiếng Anh không? Chữ A là tên của tiếng Anh đó. Quý vị mình tu mình phải xóa chữ A đó, mình xóa cái là mình gạch ngang đó. Vậy là đã thánh giá rồi. Cho nên ấy,
nếu mà một người Phật tử mà có đeo đánh giá thế nào người ta biết, người ta sẽ rất là ngạc nhiên. Người ta hỏi tại sao mình Phật tử mình thờ Phật còn có đeo đánh giá nữa không? Cái thánh giá đây không phải là cái mà Chúa ngày xưa đã chịu khổ nạn, không phải. Mà cái thánh giá này nên chính là xóa đi cái chữ tôi. Tu là vô ngã, vị tha. Okay. Ok, xin chia tay bà con trong một chút, với một chút ít cái dẫn cơ cho vui, và xin hẹn gặp nhau là ngày mai. Nếu chúng ta